Hello, chào các bác, quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia. Đấy, Nokia 105. Đấy, 4G Pro nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G, giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, đấy, một điện thoại Nokia này, một điện thoại Nokia như này, một viên pin nhá, một điện thoại, một pin và một cáp sạc, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác điện thoại SIM và cáp sạc, và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn, và có cho các bác là hai khai SIM nhá. Đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy ra cho em, lắp SIM vào, hai khai SIM. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng Việt Nam nhá, đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn, đấy, một điện thoại, một SIM và một pin như này nhá, combo cho các bác luôn, giá thì sẽ là 490.000, đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G 490.000 nhá, 490.000, hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi của Đức nhá, đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá, giá sẽ là 700k đó. Bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700k nhá. 700.000. Đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá. Cọc 200k thì bên em mới gửi hàng nhá. Cọc trước 200.000 nồi Đức 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con xoong to nhất này. To nhất này. Hàng của thương hiệu Beijing này. Đấy, Beijing. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Các bác có thể đun đa chức năng luôn, bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá. 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này. Con này sẽ là 4 lít này. Đấy. Đế của nó là đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các nhá. Siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá. 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, quai kiếc này. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lạch này. À, quai lạch này. Dày lắm các bác, dày lắm. Và theo, khá dày luôn. Đó, chữ chìm này. Đó, siêu dày chữ chìm luôn. Đó. Và một con chảo tráng đá chống dính, đường kính của nó vào khoảng là 26-27 cm. Đó, đây. Rất dày các bạn, dày lắm. Đây, cầm nặng chỉ trịch luôn. Đó, giá thì sẽ là 700.000. Đấy, combo cho các bác 6 món này. Đều là có vung hết nhá. Có vung hết nhá, chảo này cũng có vung luôn. Các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này. Có vung hết này. Đó, con này thì sẽ là 700.000. Lên theo là bộ nồi Đức 6 món 700.000. Cọc 200k thì bên em mới đi đơn nhá. Đó, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá. 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít. 130.000 nhá. 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con phích đun sôi này, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá. Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá. Giữ nhiệt cho các bác. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong. Vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đó, lên cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là phích đun sôi nhá. Phích đun sôi, hàng của thương hiệu Cuckoo này. Đó, Cuckoo. Con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Điện 220V và 1300W.
180.000, 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy. Con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi. 450.000, con này hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò rồi. Lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đây, điều khiển của nó đây này. Đấy. Giá của nó sẽ là đi 450.000. Đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức. Con này là 290.000. Con này thì có lưới lọc luôn. Nó sẽ có cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá, pha trà, pha cà phê các loại hạt. Con này thì giá của nó sẽ là 290.000, bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này. Đấy, của thương hiệu Mega Hall của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi. Rất là tiện. Đấy, có khách có khứa tiện lắm. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây. Thông số con này các bác này. 2000W, 50Hz, 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn, đặt vào là xong, kết nối bằng đồng hết này. Đấy. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá, 80k. Đó. Bình 20 2 lít 80k. 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn. 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhá, bình pha trà, giá sẽ là 100k, 100.000 cho con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít. Đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa di năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100k. Rồi ok. Vâng, vừa rồi thì các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa ngắn nha các bác nha. Con này thì các bác lên cho em là loa ngắn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000. 195.000 cho con loa ngắn như này. Đấy, loa ngắn, lên cho em là loa ngắn 195.000. Tiếp theo thì em sẽ test cho các bác cái con này các bác bật nguồn thì các bác giữ lì, ấn lì này cho em nhá. Ấn lì này nhá. Đấy, ấn lì này này sẽ lên nó tắt này. Để các bác giữ cái phím nguồn này, ấn cho em. Đó. Nó sẽ có 3 phím nhá. Các bác nhấn lì cho em. Và đằng sau của nó thì có hai chân, một chân cắm sạc này, một chân cắm USB và một chân cắm jack 3.5. Đó. Con này thì chất âm cũng cực kỳ là hay luôn. Tiếp theo thì em sẽ kết nối cho các bác cái chất âm của con loa gỗ dài này nhá. Con loa gỗ dài này thì sẽ là 260k nhá. 260.000. Lên cho em là loa gỗ dài 260.000 của nhá. Đấy. Loa gỗ dài này. Loa gỗ dài 260k.
260.000 cho con loa gỗ dài như này nhá, loa gỗ dài. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên cho em. Nút nguồn đây, các bác bật nguồn lên. Sau đó thì các bác vào, các bác kết nối vào Bluetooth này. Đấy, kết nối vào Bluetooth cho em. Đấy. Kết nối vào Bluetooth, sau đó thì mình sẽ nó sẽ dò nhá. Đấy, nó sẽ dò và nó sẽ ghép đôi thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy. Đấy, dò sau đó thì nó ghép đôi và là xong các bác nhá. Đó. Con này thì cũng chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm, chiều cao là 10 10. Đấy, cao 10, rộng 10. Đấy, chất liệu của nó thì vỏ bằng gỗ này. Vỏ bằng gỗ rất là đẹp luôn. Vỏ gỗ, vân gỗ rất là đẹp. Và có các cái phím điều khiển này. Có thêm cho các bác là cả cái giá đỡ điện thoại như này luôn. Thì khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Lên cho em là loa gỗ dài 260.000 bên shop bao ship đây các bác nhá. Đó, con này em đã kết nối vào Bluetooth nhá. Nó sẽ có hai loa như này. Hai loa hai bên này. Đó. Mã của nó là SM520. Cho to nhỏ ở đây nhá. To nhỏ thì là hai luôn các bác nhá. Con này thì vỏ của nó là vỏ gỗ, vân gỗ rất là đẹp nha. Đó, 260.000 cho con loa gỗ dài như này. Đấy, lên cho em là loa gỗ dài. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chân cắm USB, thẻ nhớ, rồi đầu 3,5, cổng sạc vào, rồi nói chung là nguồn nhiếc các thứ đầy đủ luôn. Chất âm thì khỏi phải bàn rồi. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con đài FM nhé. Con đài FM. Con này cũng là 260.000. Bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, các bác bật cho em chế độ FM này. Sau đó đây cái nút này là bật nguồn này. Đó. Bật nguồn. Sau đó thì mình bắt đầu mình dò thôi. Đó, đây. Dò đây các bác nhá. Đó. Các bác cứ để cho em chế độ FM, sau đó thì các bác dò. Các bác cứ dò từ từ là nó sẽ ra thôi. Khi dò này các bác dò chậm cho em nhá. Đấy. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nước ta đang trải qua quá trình chuyển đổi số với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và internet. Có cả đồng hồ luôn các bác nhé, có cả đồng hồ luôn. Các bác tháo thêm cái lấy này ra này, gạt cái đồng hồ xuống là nó chạy này. Tuy nhiên, các đồng hồ này kim trôi, buổi tối các bác có thể để phòng ngủ được, không sợ bị kêu nhé. Tăng cường những giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng trong tình hình mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cáp sạc này, với một viên pin này. Đó, mà các bác cũng có thể lắp pin to được nhá. Rất ngon luôn. Đây là điều chỉnh đồng hồ này. Đấy. Ngoài ra thì các bác có thể dùng tính năng MP3 nhá. MP3 thì các bác bật MP3 lên cho em. Sau đó thì các bác dò vào Bluetooth nhá. Dò vào Bluetooth này. Đó. Dò vào Bluetooth cho em. Đó. Sau đó thì các bác kết nối như bình thường. Con này thì giá sẽ là 260.000. Lên thì em là đài FM nhé. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác dò cho em là đài FM này. Nó có cái mã đây này. NS8898BT này. Đó. Thì các bác cứ dò là nó sẽ ra thôi. Sau đó thì mình ghép đôi vào. Đây các bác nhé. Đó. To nhỏ đây các bác này. Con này thì nghe loa thì nó cũng bình thường thôi, nó sẽ không hay như là cái loa chuyên nghe, nhưng mà cũng nghe ok các bạn. 260.000, vừa có đài FM, vừa có loa, vừa có đồng hồ, bao ship với tận nhà, giá siêu hạt rẻ luôn. Chất âm thì nó sẽ không hay bằng hai cái loa kia được các bạn nhá.
Khi các bác sử dụng tính năng FM thì các bác cho FM này. Đấy. Các bác sử dụng tính năng MP3 thì cho MP3 cho em nhé. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia. Đấy, Nokia 105. Đấy, 4G Pro nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, đấy, một điện thoại Nokia này, một điện thoại Nokia như này, một viên pin nhá. Một điện thoại, một pin và một cáp sạc, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác điện thoại SIM và cáp sạc. Và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn. Và có cho các bác là hai khai SIM nhá. Đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy đi ra cho em. Đấy, lắp SIM vào, hai khai SIM. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng Việt Nam nhá. Đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam. Hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn. Đấy, một điện thoại, một SIM và một pin như này nhá. Combo cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 490.000. 490.000. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G 490.000 nhá. 490.000, hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá. Giá sẽ là 700k. Đó. Bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức. Nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700k nhá. 700.000. Đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá. Cọc 200k thì bên em mới gửi hàng nhá. Cọc trước 200.000, nồi Đức 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con xoong to nhất này. To nhất này, hàng của thương hiệu Beijing này. Đấy, Beijing, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Các bác có thể đun đa di năng luôn, bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá. 5 lít. 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này. Con nhỡ con này sẽ là 4 lít này. Đấy. Đế của nó là đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các bác nhá. Siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá. 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, quai kiếc này. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lạch này. À, quai lạch này. Dày lắm các bác, dày lắm. Và theo, khá dày luôn. Đó, chữ chìm này. Đó, siêu dày chữ chìm luôn. Đó, và một con chảo tráng đá chống dính. Đường kính của nó vào khoảng là 26-27 cm. Đó, đây. Rất dày các bạn, dày lắm. Đây, cầm nặng chỉ trịch luôn. Đó, giá thì sẽ là 700.000. Đấy, combo cho các bác 6 món này. Đều là có vung hết nhá. Có vung hết nhá, chảo này cũng có vung luôn. Các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này. Có vung hết này. Đó, con này thì sẽ là 700.000. Lên theo là bộ nồi Đức 6 món 700.000, cọc 200k thì bên em mới đi đơn nhá. Đó, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá. 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít. 130.000 nhá. 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con phích đun sôi này, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá. Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá. Giữ nhiệt cho các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong. Vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đó, lên cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là
Fit đun sôi nhá, Fit đun sôi, hàng của thương hiệu Cúc Cu này, nó Cúc Cu. Con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ, điện 220V và 1300W, 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy. Con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi. 450.000 con này, hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò rồi. Lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đây, điều khiển của nó đây này. Đấy. Giá của nó sẽ là đi 450.000. Đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức. Con này là 290.000. Con này thì có lưới lọc luôn. Nó sẽ có cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá, pha trà, pha cà phê các loại hạt. Con này thì giá của nó sẽ là 290.000, bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này. Đấy, của thương hiệu Mega House của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi. Rất là tiện. Đấy, có khách có khứa tiện lắm. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây. Thông số con này các bác này. 2000W, 50Hz, 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn, đặt vào là xong, kết nối bằng đồng hết này. Đấy. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá, 80k. Đó. Bình 20 2 lít 80k. 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn. 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhá, bình pha trà, giá sẽ là 100k, 100.000 cho con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít. Đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa di năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100k. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái chổi lau nhà. Thì cái này bên em bán rất là nhiều rồi, thì em lên nhanh thôi. Đấy. Bác lên cho em cái mẫu này là nó là một cái mẫu đây. Đấy, cái này nó rất là tiện ích luôn. Các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây cho em. Đó. Sau đó thì đây thì hàng này cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, đây, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Có bánh xe để các bác có thể đẩy đi này, bánh xe đẩy đi này. Có cho các bác là hai cái mút để lau luôn. Đấy, một cái mút bông, một cái mút len như này. Đó. Và bàn xoay, bàn xiếc rất là ngon luôn. Các bác chỉ cần lắp vào là sử dụng thôi. Đây, lắp vào đây là sử dụng này. Và cái này có thể cho dài ra như này này. Đấy. Xoay xiếc rất là ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là một cái mã sản phẩm cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Đây. Đấy, tay nắm các thứ cầm rất là ngon nhá. Đây. Con này thì dùng rất là tuyệt vời luôn. Mã này thì các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá của nó sẽ là 250.000. Con này thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Dùng rất là thích luôn, thùng lau nhà 250.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi tách nước này. Con này thì các bác cũng lắp vào cho em. Đó. Đây. Nó có ba cái đoạn tay cầm như này. Đấy, các bác cho vào đây, mình xoay là nó sẽ tự tách nước cho các bác luôn. Thì con này lên cho em là chổi tách nước nhá, chổi tách nước. Giá của nó sẽ là 180.000 thôi. Lên cho em là chổi tách nước 180.000. Đây. Đấy, lắp vào nó đúng như trên hình như này các bác này. Đây, lắp vào khi các bác lau nó sẽ tách nước cho các bác luôn. Đấy, nước bẩn, nước sạch nó sẽ tách ra làm đôi, rất là tiện ích luôn. Con này thì thùng của nó cũng rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, nó sẽ có quai sách như này, rất là tiện luôn. Đấy, tách nước xong thì nước bẩn nó sẽ xuống dưới thì các bác xả ra cái khay này cho em. Lên cho em là chổi tách nước nhá. Giá của nó sẽ là 180.000. 180k cho mấy cái mẫu chổi tách nước như này. Tiếp theo thì các cái mẫu đồng hồ thì bên shop lại tiếp tục về. Cái này kiểm tra chưa? Đúng loại hết rồi gì? Con này thì sẽ là đồng hồ hả?
Con này sẽ là đồng hồ cơ La Mã nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã này. Con này giá của nó sẽ là 470.000. Đó, đồng hồ cơ. Và số của nó là số La Mã như này. Đấy, automatic tự động, hàng siêu đẹp luôn. Đó, lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Giá sẽ là 470k nhá, 470.000. Đó, các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã. Đấy, đồng hồ cơ La Mã này. Đấy, cơ La Mã nhá. Giá sẽ là 470k này, 470.000 cho con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đồng hồ Rolex nhá. Đồng hồ Rolex giá của nó sẽ là 300.000. Em sẽ có cùng một con mặt đen và một con mặt vàng. Đấy, một con mặt đen, con mặt vàng như này. Giá sẽ là 300k. Bên em bao ship đến tận nhà. Con này thì đồng hồ này nó sẽ là dòng chạy pin nhá, chạy bằng pin. Đó, đồng hồ Rolex. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 một con, có mặt đen mặt vàng không nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là con đồng hồ Orin nhá. Đấy, con đồng hồ Orin như này. Con này thì 260.000. Đó. Con này các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá. Đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 cho con đồng hồ SK như này. Các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, SK Orin giá sẽ là 260.000. Con này thì siêu đẹp luôn. Đó, siêu đẹp luôn. Cũng chạy bằng pin nhá. Có đầy đủ giờ giấc, lịch các thứ đàng hoàng cho các bác luôn. Giờ lịch các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì sẽ là 260.000. Đấy, các bác lên cho em là đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. SK giá sẽ là 260k nhá. 260.000 một chiếc. Đó, thì bên em đang có 3 mẫu đồng hồ như vậy, 4 mẫu đồng hồ như vậy các bác nhá. Đây, đồng hồ Rolex này, Rolex mặt đen mặt vàng nhá, mặt đen mặt vàng. Đó, 300.000, đồng hồ SK 260.000 và đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã thì sẽ là 470.000 cho con cơ La Mã như này. Đấy, 470.000 cho con cơ La Mã. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt chuột nhá. Xịt chuột của Nhật thì sẽ là 35.000 và xịt chuột của Thái thì sẽ là 45.000. Đấy, đều là dùng để xịt chuột hết nhá. Xịt chuột của Nhật là 35.000, xịt chuột của Thái là 45.000, chuyên để xịt chuột nhá. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Đây các bác quan sát này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau đầu này, 90.000 một hộp như này. Cũng là hàng của Nhật nhá, chuyên trị đau đầu. Bác nào bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. Thuốc trị đau đầu 90.000 một hộp nhá. Hàng của OTC của Nhật này. Đấy, 90.000 một hộp thuốc trị đau đầu nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con vòi nối nhá. Đấy, một con vòi nối như này giá sẽ là 70.000. Các bác về các bác xoáy vào các cái đầu nguồn nước cho em. Đó, có điều chỉnh các cái chế độ nước này. Đấy, lên cho em là vòi nối nhá. Giá sẽ là 70.000 cho một con vòi nối như này. Về xoáy vào cái đầu vòi nước này, các cái đồ vòi chậu rửa các kiểu này. Đó, để các bác có thể vừa ngót nghéo vừa tạo tia nước, 70.000. Tiếp theo thì sẽ là cái nước hoa. Các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Dubai nhá. Nước hoa Dubai. Đấy, made in Dubai này. Một hộp này của nó thì sẽ là có 5 hộp nhỏ nhá. Một hộp có sẽ có 5 hộp nhỏ như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. 60.000. Đây nó sẽ là dòng nước hoa chiết, nó nhỏ và ít thôi. Đấy, nhưng mà mùi của nó rất là thơm, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu luôn nhá. Đó. 60.000 cho một 60.000 cho một lọ như này, một lọ này 60.000 cho một hộp này, một hộp này của nó sẽ là bao gồm là 5 lọ made in Dubai nhá. Đấy, lên cho em là nước hoa Dubai 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bút lông nhá, bút lông 20.000 3 cái và một hộp này là 10 cái là 50.000, 2 4 6 8 10. Hộp này 10 cái là 50.000. Đây, em đang viết đây, cái viết rất là ngon luôn các bạn này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bút lông, đây cái bút em đang viết đây. Đó, 20k nhá. 20k là bằng 3 cái này. Đó, và 50k là sẽ là bằng 10 cái luôn. 50k là 10 cái nhá, tức là một hộp này luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vật pickupon nhá. Đấy, 150.000 cho cái bộ vật pickupon như này. Đấy, để cho các bác chơi. Con này thì đa di năng. Đấy, không những là chơi một vật này thì sẽ có một đôi vật này. Đấy, chơi rất là ngon luôn nhá. Đấy, chơi rất là ngon luôn các bác theo. Để các bác chơi đánh rất là ngon luôn. Đó, 150.000 một bộ, bao gồm là 2 vật và 4 quả cầu. Để các bác có thể thoải mái chơi với nhau rất là tiện ích luôn. Đấy, vật pickupon 150.000. Tiếp theo thì sẽ là cái con massage cổ vai gáy nhá. 320.000 cho con massage cổ vai gáy như này. 320k chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Khi bật thì các bác giữ lì cho em nhá. Giữ lì cái phím nguồn này là nó sẽ chạy này. Đấy, chuyên trị đau mỏi cổ, đau mỏi vai gáy này. Còn khi tắt thì các bác chỉ cần nhấn một phát là nó tắt. Còn khi bật thì giữ lì cho em. Các bác đeo vào cổ cho em nhá. Đeo vào cổ, đeo vào vai và gáy cho em rất là tiện luôn. Massage cổ vai gáy 320.000. Tiếp theo nó sẽ là một con nồi cơm sáp nhá.
nồi cơm sáp. Hàng thì nó sẽ có lô màu trắng, có lô màu đen. Giá sẽ là 500.000 một chiếc. Hàng của thương hiệu sáp của Nhật, mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Nồi cơm sáp dùng cực kỳ là ngon luôn các bạn này. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Sản phẩm thì sẽ kèm cho các bác là một cái khay hấp như này. Cáp các thứ đầy đủ luôn. Đấy, mâm thì rất là dày các bạn. Nồi siêu dày luôn, nồi siêu dày các. Nồi này của nó dày lắm, nồi dày chống dính nhá. Và cái chế độ của nó là nó sẽ là cái dòng mà nồi theo kiểu là nồi đất như này. Đấy, thì giữ nhiệt rất là tốt nhá. Đấy. Có âu đông gạo, có môi đàng hoàng. Đây, rất dày dẫn chắc chắn luôn. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Đó. Rất là ngon lành này các bác nhá. Đó. Thương hiệu Sáp này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Giá sẽ là 500k. Đấy. 500.000 cho mấy em nồi cơm Sáp như này. Nồi này dùng thì miễn chê luôn, rất là ngon lành cành đào luôn các bạn. Đấy, rất là ngon lành luôn. Lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Giá sẽ là 500.000 cho một cái con nồi cơm Sáp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo này. Đấy, đây nó sẽ làm con giá vo gạo như này. Đây. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000. Giá vo gạo inox 90.000. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30cm nhá, tính cái viền này nhá, phủ bì nhá. Đó. Khi các bác vo gạo thì gạo rót nước nó sẽ đọng ở đây, rất là tiện ích luôn. Đấy, lên theo là giá vo gạo, giá của nó sẽ là 90.000. Tiếp theo thì ổ điện xanh trắng nhá. Đấy, ổ điện xanh trắng đây. Con này thì rất là tiện luôn. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 3 chân cắm USB và 6 ổ cắm này, 1 2 3 4 5 6. 3 chân cắm USB, 6 ổ cắm. Đây, có công tắc đóng ngắt rất là tiện luôn. Đó, 3 chân cắm USB luôn, rất tiện nhá. Lên mã giúp cho em là ổ xanh nhá. Giá của nó sẽ là đi lên cho em là ổ xanh trắng nhá. Ổ xanh trắng có lô thì về màu xanh, có lô thì về màu trắng. Lên cho em là ổ xanh trắng, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái ổ cắm xanh trắng như này. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là hai cái đuôi nhá. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Con này sẽ là 55.000. Còn con không đấu dây thì sẽ là 60.000 này. Đấy. Con này thì các bác lên cho em là đuôi hai đầu này. Đuôi hai đầu thì đuôi cảm biến hai đầu. Thì về nhà các bác xoáy quả bóng cũ, sau đó thì xoáy cái bóng mới vào đây là có cảm biến. Có người đi đến nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt nhá. 60.000 nhá. Còn con này là 55.000. Con này thì về nhà các bác phải đấu dây nhá. Đấu dây cho em. Đấy, nó sẽ có sẵn dây ở đây, các bác phải đấu dây. Thì con này là 55.000. Các bác muốn mua loại nào cũng được, mua loại đấu dây cũng được, mà mua loại sẵn được, đều là đuôi cảm biến hết, cảm biến chuyển động nhá. 60.000 và 55.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái lưỡi cắt sắt nhá. Đấy, lưỡi cắt sắt inox. Lưỡi bên em bán là lưỡi xịn, lưỡi đỏ. Còn nhiều chỗ họ bán cho các bác nó là cái dòng lưỡi xanh, lưỡi vàng thì nó rẻ hơn. Lưỡi đỏ này là hàng lưỡi đắt tiền nhất. Đây, kích thước của nó này, 107 x 1.2 x 16mm nhá. Hàng lưỡi đỏ cao cấp của Nhật nhá. Giá sẽ là bên shop bán theo combo nhá. Đấy, mua lẻ sẽ là 70.000 một chục nhá, 70k trên 10 viên. Đấy, còn là các bác mua theo combo thì nó sẽ là như sau. Đấy, mua combo thì một vỉ này là 25 viên. Đấy, 25 viên thì sẽ là đi 25 viên này. 25 viên thì sẽ là 130.000, 130k. Đấy. Còn nếu các bác mua là đi 50 viên thì giá của nó sẽ là 230.000 và bên em bao ship. Còn nếu mà mua 100 viên nhá, 100 viên thì nó sẽ là 100 viên một hộp thì nó sẽ là bán lẻ là sẽ là 7k một viên nhá. Đấy, còn mua 25 viên là 130 này. Đấy, 50 viên là 220.000 thôi, 220.000. 100 viên là đi 380.000 nhá, 380.000. Đấy, tính vào chỉ có 3.800 một viên thôi. Đấy, các bác mua là nếu 100 viên thì 3.800, nó còn mua lẻ sẽ là 7k. Và bên em bán là từ 33 lưỡi trở lên nhá. 3 lưỡi thì tính cho các bác là 20.000 3 lưỡi. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là cái máy mài gót chân nhá. Con này các bác chuyên dùng để mài gót chân rất là ngon luôn. Đấy. Đấy, đẩy lên cho em này. Mài gót chân này hoặc các cái phần tay các bác bị da khô nứt nẻ này. Đấy, da bị khô này. Đấy, bong chốc này. Các bác mài đi cho em, rất là ngon luôn nhá. Đấy. Mài này, đấy các bác xem. Các cái phần chân của các bác bị khô nứt nẻ mài đi cho em rất là ngon luôn. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào. Có kèm củ sạc các thứ dây sạc rồi thêm một viên đá nữa. Đó, giá sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đấy, 90.000 cho một con máy mài gót chân như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao. Các bác lên mã giúp cho em đó là con thái lỗ này, hàng thương hiệu Kai của Nhật đây. Đấy, Kai Made in Japan này. Đó, đây, rất là xịn sò luôn. Lên cho em là dao thái lỗ nhá.
Con này thì siêu bén rồi, giá rất hợp lý cho bác luôn. Một con dao thái lỗ như này giá chỉ có cho các bác là đi 120.000 thôi. 120.000 con dao thái lỗ như này. Dao rất bén và ngon luôn. Dao thái lỗ 120k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là cái quạt tích điện nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một quạt như này, một tấm pin và một đốc sạc, giá là 380.000, bên em bao ship đến tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra thanh toán qua này. Quạt siêu mát luôn. Nó sẽ có hai số nhá. Đấy, các bác gạt sang bên tay phải thì nó sẽ là số 2 và gạt sang tay trái thì sẽ là số 1 và ở giữa thì sẽ là phím tắt này. Và có kèm một cái đốc sạc như này nhá. Đốc sạc về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 380.000 bao ship tận nhà. Siêu mát luôn. Động cơ không chổi than các bác nhá. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Hết pin thì lại sạc pin vào. Lên cho em là quạt tích điện 380.000 cho con quạt tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cảm biến nhá. Đấy, đuôi cảm biến. Cái này thì về nhà các bác phải đấu vào nguồn điện cho em. Đấy, đuôi này là cảm biến chuyển động. Có người đi qua thì nó sẽ sáng và hết người thì nó sẽ tự tắt cho các bác luôn. Đuôi cảm biến chuyển động con này sẽ là 55.000 cho cái đuôi cảm biến chuyển động như này. Giá sẽ là 55k nhá. Ngoài ra thì bên shop có một cái đuôi nó tiện hơn một chút là con này các bác có thể xoáy trực tiếp luôn. Đấy, có cái biến đấy. Xoáy trực tiếp luôn. Xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ này, sau đó xoáy bóng mới vào đây, xoáy quả bóng vào đây. Đó, thì giá con này sẽ là 50.000 thôi. 50.000 cho cái 60.000 cho cái đuôi hai đầu như này. Lên theo là đuôi hai đầu giá sẽ là 60.000 nhá. Con này rất tiện luôn. Xoáy vào một quả, xoáy vào cái đuôi cũ sau đó xoáy quả bóng mới vào đây là xong. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt nhá, viên giặt xả nhá. Con này thì nó sẽ là 5 trong 1 luôn. Đấy. Giặt xả rồi tẩy trắng rồi, nói chung là các kiểu con là điều luôn. Đấy. Cái này thì nó ép chín rồi các bác nhá. Đó, đây nó sẽ là cái dạng túi viên như này. Về nhà thì các bác cứ thế là mình lấy là mình cho vào máy giặt cho em. Nó sẽ có là 5 thành phần trong này luôn. Đó. Một túi này thì giặt được từ 3-5 cân quần áo nhá. Một viên này từ 3-5 cân quần áo luôn. Đấy. 5 trong 1 nhá. Giá sẽ là 55.000 cho một bịch này. Từ 30 đến nó vào khoảng trên dưới 30 viên nhá, trên dưới 30 túi. Lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con vít đen trợ lực 60.000. Vít đen trợ lực 60.000 như này. Đấy. Một bộ này của nó sẽ là bao gồm 2 4 6 cây vít. 6 cây vít thì các bác sẽ có 12 đầu và nó sẽ là vít đen trợ lực xoáy nhanh nhá. Xoáy nhanh trợ lực cho các bác luôn. Có thể đào đầu này. Xoáy nhanh trợ lực các kiểu con là điểu luôn. Giá thì sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực. Giá sẽ là 60k cho các em vít đen trợ lực như này. 60.000 các bác nhá. 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khóa đồng đức nhá. Khóa đồng đức như này. Con này thì cơ bản của nó sẽ có cho các bác là 4 chìa, các bác sử dụng thoải mái luôn. Hàng made in Germany, hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây, made in Germany, khóa của Đức nhá. Chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu con là điều luôn. Đó, dòng này thì nó sẽ là dòng đặc biệt giúp cho các bác là chống trộm rất là tốt, chống trộm, chống cắt, chống làm giả chìa các kiểu con là điều luôn. Giá của nó sẽ là 130.000 cho con khóa đồng Đức như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bật lửa Zippo nhá. Bật lửa Zippo thì nó sẽ có hai màu, màu trắng và màu vàng. Màu trắng và màu vàng như này. Giá thì sẽ là 95.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. 95.000 một chiếc, giá siêu hợp lý cho bác luôn. 90.000 nhá, giá thanh lý cho các bác. Chỉ có 90.000 cho một con bật lửa này thôi. Có hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy này. Hàng của Mỹ USA này. Đấy, có dập logo của Liverpool này. Rất chất lượng cho bác luôn. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện này các bác nhá. Đó. Con này thì nó sẽ là chạy bằng xăng nhá. Về nhà các bác đổ xăng thơm vào cho em. Đó. Đây, rất ngon luôn. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Giá sẽ là 90.000. 90k cho con bật lửa Zippo Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là bóng đèn cầm cái bóng ba cánh. Bóng đèn 4 cánh mini này. Đấy, 4 cánh mini. Đây, siêu sáng luôn nhá. 4 cánh mini siêu sáng. Con này là 40.000. 40.000 cho con 4 cánh mini siêu sáng. Công suất của nó là 28W nhá. 28W nhưng nó sáng như kiểu là 50W luôn. Sáng như kiểu 50W mini siêu sáng luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là con bóng đèn 5 cánh nhá, còn 3 cánh. Con 5 cánh giá sẽ là 120.000 cho con bóng đèn 5 cánh như này. Con này thì siêu sáng rồi. Đây, siêu sáng ở đây các bạn này. Đấy, 5 cánh này. Sáng chói chang luôn, em đang quay đấy, rất sáng luôn các bạn nhá. Đấy, đây, 5 cánh này, 120.000 cho con 5 cánh như này nhá. Đấy, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái con 8 cánh này. Đấy, con này là 8 cánh luôn. 8 cánh công suất là 200W, 180.000. 180.000 nhá, 8 cánh như này. Con 8 cánh này thì siêu sáng rồi, 2 4 6 8 cánh và một cái lõi bên trong như này nhá. Lên thì em là bóng đèn 8 cánh.
Con này thì giá của nó sẽ là, con 8 cánh này thì giá của nó sẽ là đi lên theo là bóng đèn 8 cánh 180.000 nhá, 180.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cây lọc nước, cái cục lọc nước nhá. Đấy, củ lọc nước như này, 50.000. Về nhà các bác lắp vào đầu các cái nguồn nước của máy giặt này, rồi bình nóng lạnh này, nói chung là các bác cứ lọc qua các nguồn nước nhà mình, nó giúp lọc nước rất sạch luôn. Đó, 50.000 cho con lọc nước này. Đây, các bác có thể lắp qua bình nóng lạnh, máy giặt hoặc là các cái đầu nguồn lọc khác nhá. 50.000 cho con cục lọc nước như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là hai cái con sạc bình ắc quy. Nó sẽ là con sạc 12V thì là 190.000, còn con sạc 12-24 thì sẽ là 290.000. Nếu nhà các bác nào có cả loại bình cả 12 cả 24 thì dùng con này cho em. Đấy, cả bình 12 cả bình 24 thì dùng con này nhá. Đấy, còn con này thì chuyên bình 12 thôi. Đó, chuyên bình 12 thì chỉ có 190.000 thôi. Con chuyên bình 12 này là 190.000 nhá. Chuyên bình 12 này là 190.000. Còn con cả 12 cả 24 này thì sẽ là 290.000 cho hai con bình như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt cành đỏ nhá, cục đỏ như này. Đấy. Con này thì hàng cao cấp của Nhật rồi, hàng cao cấp của Nhật như này nhá. Chuyên để cắt cành nhá, cắt cành tỉa cây. Đó, hàng made in Japan, có cả chuyện của Nhật luôn các bác này. Đấy. Hàng thì nó sẽ là thép liền nguyên khối và có ốp gỗ như này. Các bác có thể dùng để cho biếu tặng làm quà hoặc là dùng để mình sử dụng làm vườn cắt cây cắt cành rất là tiện ích luôn. Đó, sắc bén 150.000 kéo cắt cành. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái tất này. Tất hộp thì một hộp này là 5 đôi. Hộp này là 5 đôi, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Hàng của thương hiệu Nike của Nhật này, 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Co giãn 4 chiều nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân nhá. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi dày dẫn chống hôi chân. Con này thì giá của nó sẽ là 80.000 cho một hộp như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác là cái tất vỉ nhá. Tất vỉ thì sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, một vỉ này của nó là 10 đôi luôn. Vỉ này là 10 đôi. Giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. 90.000 cho vỉ 10 đôi. Đó, cái này thì nó ngắn hơn một chút nhưng mà đổi lại nó là 10 đôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đầu chuyển cưa. Con này thì các bác lắp vào để mình sử dụng làm máy, đưa vào máy cắt, máy pin hoặc là máy điện đều được nhá. Để mình dùng cắt tôn này đây, lắp vào nó sẽ như này các bạn. Đấy, để dùng cắt tôn rất là ngon luôn. Cắt tôn rồi lên theo là đầu cắt tôn 140.000 cái đầu cắt tôn như này nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ dao đen nhá. Bộ dao đen. Bộ dao này thì sẽ là 130.000 cái bộ dao đen như này. 130.000 cho bộ dao đen như này nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một kéo một liếc này, một kéo một liếc này, và có tới cho các bác là ba con dao khá là đẹp luôn, ba con dao rất là đẹp đây, ba con dao như này, hàng siêu bén luôn, đây dao cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá, đây các bác này, đấy, dao rất dày dẫn chắc chắn luôn, đó, có cho các bác là ba dao nhá, ba dao như này, đấy, dao này thì chủ yếu để các bác dùng để thái thôi chứ không chặt được đâu, đấy, con này thì tầm khoảng 2-3 lạng thì chặt nhẹ được nhá, đấy, đây. 130.000 trong cái bộ dao đen như này, 130.000 các bác này, 130.000 5 món, 130.000 5 món các bác nhá, rất hợp lý cho các bác luôn, 130.000 cho 5 món luôn. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là con dao chặt 1 cân này, con này là 230.000, hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác này, đấy, made in Japan này, hàng nội địa của Nhật luôn, made in Japan, dao chặt 1 cân, con này các bác chuyên dùng để chặt xương trâu, xương bò, nói chung là chặt đa di năng được luôn, con dao chặt 1 cân này. Giá của nó sẽ là 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác con dao thái lỗ nhá. Con thái lỗ con này 130.000. 130.000 nhá. Cũng hàng của Nhật, made in Japan này. Con này thì cũng siêu bén luôn các bác. Đây để em thử dọc dây bóng này. Rất bén luôn các bác nhá. Con này các bác dùng để thái nhà bếp rất là ok. 130.000. Rồi ok. Xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy. Thì hai cái mã chậu chổi giặt của bên em thì đầu tiên nó sẽ là một cái mã chổi tách nước nhá. Chổi tách nước con này thì sẽ là 180.000. Sản phẩm khi các bác nhận hàng sẽ là một con một cái chậu như này. Và đây là cái phần các bác khớp nối này, các bác lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Và cái này lắp vào đây. Đó. Nói chung là cái này thì nó lắp đặt thì đơn giản thôi, về nhà các bác lắp đặt vào cho em nhá. Đó, vào đây. Thì khi các bác giặt thì cho vào đây nhá. Đấy, cho vào đây. Vắt như này là nó sẽ giúp cho các bác là tách nước này. Tách sạch nước luôn. Đấy, thứ nhất là vừa là tách nước này. Đấy, vừa là tách nước này, vừa là sạch này. Các bác lau lúc nào nó là trạng thái là sạch nhá. Lúc nào mà trạng thái là sạch luôn thì rất là tiện ích nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho cái chổi tách nước này. Lên mã cho em là chổi tách nước. Chiều dài của chổi thì nó vào khoảng là 1m3 nhá. Lau cực kỳ là dễ dàng luôn các bác này. Đấy. Lau phần tiếp xúc khá là rộng và dễ dàng luôn. Đấy. Tay nắm mềm, lau rất là sạch sẽ nhá. Đó, đây. Lau rất ngon lành luôn. Con này thì các bác lên cho em là chổi tách nước, giá sẽ là 180.000 nhá.
180.000 từ cái mã chổi tách nước như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là thùng lau nhà nhá. Cái này thì nó sẽ là cả thùng như này luôn. Đấy, cũng rất là tiện này, xoáy vào cho em này. Đó. Cả một cái thùng như này. Đấy, đây các bác này. Khi các bác xoáy vào thì chiều dài của nó cũng khoảng 1m3 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái thùng như này. Và các bác nhận được hàng thì nó sẽ có hai miếng mút luôn. Đấy, hai miếng lau như này. Đây, đây thêm một miếng lau nữa này. Đấy, bình thường nếu các bác mua một cái miếng lau như này ở ngoài siêu thị đã phải mất từ 350.000 rồi. Đấy, thế mà bên em là có tặng kèm một miếng lau nữa. Tất cả cái phần thân vắt này của nó bằng inox này, sáng bóng đẹp này. Đó, rất ngon lành các bác nhá. Đó, rất ngon lành luôn. Thì con này chiều dài của nó cũng vào khoảng là 1m2 đến 1m3. Đây, cũng khá là dài luôn. Đó, khá dài luôn nhá. Đấy, về nhà thì các bác xoáy kết nối vào cho em. Đấy, đây. Tầm 1m2, 1m3 này, rất dài luôn. Con này thì các bác lên cho em đó là chổi lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà nhá. Giá thì sẽ là đi con thùng lau nhà này là 240 nhá. Thùng lau nhà này là 240 này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ này. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính các bác này. Đấy, đây nó sẽ là một cái mũ lính như này. Đó, mũ lính như này các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Con này thì nó có cả xốp nhá, có cả xốp cả lót bên trong như này. Đấy, bên trong có xốp trắng này. Xốp của nó là xốp xịn luôn. Đó, rất là cứng cáp nhá. Đấy. Và con này thì các bác dùng để mình hàng của lính Việt Nam mình nhá. Đấy, hàng của lính Việt Nam mình dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là mũ lính nhá. Giá sẽ là 170.000. Dày dẫn chắc chắn, đội cực kỳ là ngon luôn. Đấy, con này. Mũ này thì các bác dùng cực kỳ là yên tâm luôn. Đấy, con này. Đấy, thấy chưa? Em đập thoải mái luôn các bác. Đấy. Dùng cực kỳ là yên tâm luôn, không có lo bị vỡ, bị nguy hiểm nhá. Đấy. Đập thoải mái luôn, không hề có một dấu hiệu trầy xước gì luôn. Lên cho em là mũ lính nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000. Đấy. 170k nhá. Mũ lính 170k cho con mũ lính như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái Aptomat chống giật nhá. Aptomat chống giật. Hàng này của nó là 40A. Đấy, 40A. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000. Hàng Việt Nam chất lượng cao. À, hàng nội địa của Nhật nhá. Xin lỗi các bác. Hàng nội địa của Nhật này. Của thương hiệu Fuji hoặc là của thương hiệu Mitsubishi nhá. Fuji hoặc là Mitsubishi. Đó, rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con app như này nhá. 180.000. Các bác dùng điện 220 ok luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái máy vắt cam nhá. Con này thì sẽ là bác tiền cái máy vắt cam này nhỉ. 190.000 cho một con máy vắt cam như này. Đấy, rất là ngon luôn. Các bác cứ đưa cam vào đây là cắm điện là nó sẽ vắt thôi. Nó sẽ vắt và cái này nó sẽ có hai cữ, cam bé thì các bác vắt thì cữ bé và cam to vắt cữ to. Đó. Và nó có cả chế độ đảo chiều luôn đây, hai cữ như này. Đấy, và có chế độ đảo chiều luôn nha, nói chung là rất là tiện ích luôn. Đấy, thì các bác lọc ra nước nó sẽ xuống dưới này. Đấy, còn lại là cái bã nó sẽ đọng bên trên. 190.000 cho con máy vắt cam như này nhá. Bên trên là máy vắt cam. Giá sẽ là 190k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ đá quý nhá, đồng hồ đá quý. Đấy, rất là đẹp luôn các bác này. Đấy, nó sẽ là bằng đá quý như này. Đây, bằng đá quý này các bác này. Đấy, đá quý vừa xoay tròn này, vừa xem được giờ luôn, rất là đẹp các bác này. Đó, rất là đẹp nhá. Tất cả của nó đều bằng kim loại hết nhá, đều bằng kim loại hết. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đó. Bên em về hàng siêu tầm được một số mã nhá. Đó đây các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường các bác này. Đấy, đồng hồ chạy bình thường. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Đó, đây. Con này thì các bác có thể đeo cổ này, đeo cổ này, trang sức này hoặc là bỏ túi này, rất là ok luôn. Đó. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Đồng hồ đá quý này bao nhiêu đấy? Đúng rồi. Lên cho em là đồng hồ đá quý nhá. Giá sẽ là 60k này. 60k cho cái đồng hồ đá quý như này. Đó, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cốc lọc dầu nhá, cốc lọc dầu. Con này thì sẽ là 50.000 cho cái cốc lọc dầu như này các bác này. Đấy, 50k cho con cốc lọc dầu như này. Đấy, rất là ngon luôn. Đây, có cả nắp niếc đàng hoàng nhá, có cả nắp ở trong này. Nắp rồi ốc niếc các thứ đàng hoàng, về nhà các bác xoáy vào cho em. Và đây là cái lưới lọc này. Đó, giá thì sẽ là 50k cho cái cốc lọc dầu như này nhá. Lên cho em là cốc lọc dầu, giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Đấy, bộ điều khiển từ xa. Con này thì các bác chuyên dùng để mình điều khiển các thiết bị như là máy bơm nước, rồi nói chung là tất cả các thiết bị đều ok hết nhá. Máy bơm nước, điều hòa, tivi, tủ lạnh, nói chung là tất cả các thiết bị luôn. Các bác chỉ cần là ví dụ như các bác muốn điều khiển cái quả bóng điện này. Đấy, hoặc là cái bóng hoặc cái quạt trần. Thì các bác chỉ cần là cắm cái cục nguồn này vào điện lưới này, cắm cục nguồn này vào điện lưới, sau đó thì các bác cắm thiết bị qua đây cho em là xong. Cắm điều hòa, máy tính, tủ lạnh, tivi, sau đó thì các bác ấn tắt bật ở đây nhá. Đấy, on up ở đây, rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 260.000.
và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này thì dùng cực kỳ bền luôn, hàng của thương hiệu Hornet của Nhật nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa, điều khiển cắm trực tiếp nhá, điều khiển cắm trực tiếp, điều khiển cắm trực tiếp. Giá của nó sẽ là 260k và bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 7 màu đây. Đấy, bộ màu tô bộ màu cầu vồng. Đấy, bộ này thì nó sẽ rất là nhiều màu như này. Có cả chổi để các bác dùng để mình màu nước nhá, dùng cả màu nước. Màu nước, màu bột, màu sáp, màu chì các bác mua về để làm quà cho các em nhỏ nhà mình nhá. Ghim viết rồi, nói chung là đầy đủ các thiết bị hết luôn. Đó, combo như này. Combo cho một cái bộ màu cầu vồng như này, giá của nó sẽ là 100.000 thôi. 100.000 cho bộ màu cầu vồng này. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các bé nhà mình. Đấy, con cháu nhà mình ok luôn, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy massage nhá. Máy massage thì bên em có hai mẫu. Đấy, con này thì nó sẽ là con dòng 8B. Đấy, con này sẽ là 8B này. Đấy. Con này thì có cả cắm tẩu, cả cắm điện luôn và 8B. Đấy, massage 8B như này. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là có cả hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại giúp làm nóng nhá. Đây, công tắc tắt vào đây. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là massage 8B nhá. Con 8B này thì sẽ là 170.000 nhá. Đây, có đầu cắp giắc cắm này. Các bác cắm trực tiếp điện 220V cho em. Đó. Cắm trực tiếp điện 220. Đó. Nó có cả đèn hồng ngoại luôn, có cả hồng ngoại này. Đấy, các bác thấy không? Đó. Con này thì sẽ là 170.000 nhá, 170.000. Còn ngoài ra thì các bác muốn dùng cái con to hơn, cao cấp hơn thì các bác dùng cho em con 16B nhá. Đấy. Có con 8B và con 16B. Đây. Con này thì nó sẽ là con tiếp theo thì em lên cho bác cái con 16B này. Đấy. Con 16B này thì giá của nó sẽ là 290.000. 16B này là 290. 290.000 cho con 16B này nhá. Đó. Con này 270.000, giá thanh lý giá tốt cho bác luôn. Hàng rất là đẹp nhá. Đấy. Con này thì nó cũng có đầy đủ, con này thì chỉ sử dụng điện thôi. Ngoài các bác sử dụng là mình để cổ vai gáy thì các bác có thể dùng để mình bắp tay bắp chân đều được nhá. Đấy, đầu cắm của nó này, cổ cắm của nó này. Đấy. Sạc trực tiếp điện 220 có đầu cắm như này, các bác cắm vào cho em này. Đấy, cắm vào cho em. Ở đây thì nó sẽ có nút nguồn này. Nút nguồn bật lên này. Đấy, có đèn hồng ngoại này. 1 2 3 4 5 chế độ luôn nhá. Có 5 chế độ ở đây. Và con này của nó thì nó sẽ có cho các bác là 16B nhá, 16B. Đấy, các bác có thể nằm gối đầu này. Đấy, thứ nhất là gối đầu này, bắp tay, bắp chân này. Đấy, cổ, vai gáy đều được hết nhá. Đấy, chỉ có là các bác không thể nằm cả người lên được thôi. Nằm cả người lên là không được các bác nhá. Đấy. Thì con này nó sẽ là 16B nhá. Con 16B này thì giá của nó sẽ là 270.000. Giá tốt 270.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái con robot hút bụi nhá. Đó. Con này thì sẽ là 120 cành. 120 cành cho con robot hút bụi như này các bác. Đấy, ở đây là cái phụ kiện của nó này. Con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn. Hút rất là khỏe luôn. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. Rất khỏe các bác này. Đấy. Về nhà tháo đi em cái cản pin này ra, tháo cái chân này ra. Đó, đây nhá. Em tháo ra cho các bác xem nhá cái phần màng của nó này. Sạch sẽ trắng bong luôn này. Đó, sạch sẽ trắng bong luôn nhá. Đấy, bây giờ em sẽ cho nó hút luôn nhá. Cho nó hút luôn. Đó, đây. Bật lên này. Đấy. Con này nó cảm biến nhá các bác nhá. Đó, cảm biến. Đấy, tức là khi mà nó chạm vào thì nó sẽ tự quay đầu lại này. Rất là ngon luôn. Đó. Thì các bác có thể để là nó sẽ giúp vào gầm giường, gầm giếc rồi là gầm bàn, gầm ghế, những cái chỗ mà các bác không đi tới được nhá. Đó. Mới có 30 giây thôi. Để mình sẽ xem cái kết quả cái lượng bụi của nó như nào nhá. Đây. Đấy, mới có 30 giây thôi mà nó đã hút vào cái lượng bụi khủng khiếp như này rồi. Thì nếu mà các bác để lâu thì rất là tốt luôn. Toàn những cái dòng bụi mịn, bụi tơ, bụi non tơ các bác không thể nhìn thấy được các bác nhá. Đó. Thì con này các bác em đang gửi tới các bác cái giá là giá thanh lý. Giá thanh lý siêu thị chỉ có 120.000 thôi. 120.000 cho một con máy hút bụi như này, giá rất là thanh lý luôn, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này của nó thì sẽ là từ 30 đến 35 lưỡi, bao gồm cho các bác là cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, cả lưỡi, cả kem, cả bàn cạo, đầy đủ cho các bác combo này các bác. Đấy, đây. Lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đấy. 30 lưỡi này, 30 đến 36 lưỡi này, kem này, bàn cạo này. Đó. Giá sẽ là 55.000 nhá, 55.000 bộ lưỡi kem. Giá chỉ có 55k thôi, giá thanh lý cực tốt luôn. Mua một lần các bác có thể dùng trong vòng 1-2 năm mới hết được luôn. Đấy. Bác nào mà ít dâu thì dùng càng lâu. Đấy, nhiều dâu thì dùng nó sẽ tốn hơn một chút, nhưng mà cũng phải vài năm mới hết được các bác nhá. Đó, tại vì là nó rất là rẻ thôi, rất là rẻ thôi.
lên cho là bộ lưỡi kem giá là 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5 nhá. Con này thì cân được 5 cân. Về nhà các bác lắp pin vào đây cho em. Lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Cân này là cân bếp, các bác cân được 5 cân. Đấy, cân được 5 cân. Giá của nó sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con cân 5 như này. Đấy, cân bếp 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái lọ thuốc trị con này thì các bác chuyên trị cho em đó là cái long ben hắc lào nhá. Long ben hắc lào 25.000 cho một típ như này. 25.000 cho một típ long ben hắc lào. Các bác nào chuyên bị long ben hắc lào, nấm nhía, nấm ngứa, vẩy, phôi nách, á sừng các thứ dùng con này cho em. Đấy, giá chỉ có 25.000 thôi. Long ben hắc lào hàng nội địa của Nhật, nấm ngứa long ben hắc lào. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con ấm siêu tốc gấp gọn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác 100.000 cho con ấm siêu tốc gấp gọn như này. Thanh lý cho các bác 100k. Đấy, có công tắc tắt bật này, có dây nguồn như này, gấp gọn này. Các bác có thể dùng để mình mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch để đun nước pha cà phê này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Ấm siêu tốc gấp gọn. Đây, 0,6 lít sử dụng điện 220V 600W. Đấy, giá thanh lý 100.000, em có 2 cái thôi. Giá thanh lý nốt cho các bác 100k cho con ấm siêu tốc gấp gọn này. Đó, ấm siêu tốc gấp gọn. Giá sẽ là 100k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chậu ngâm chân nhá. À, đây nó sẽ là một cái chậu để các bác chuyên mấy nhỉ? Cái này chậu này mấy nhỉ? Đây nó sẽ làm cái chậu ngâm chân như này. Đó, 320 bao ship đến tận nhà rất rẻ luôn. Đấy. Về nhà thì các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em nhé. Đấy, sau đó thì mình cho nước nóng vào đây. Cho nước vào đây để nó tự nó sẽ đun nóng cho các bác này. Hoặc là các bác có thể là massage chân này. Ui giời. Nguyên có massage không mà đặt vào cái này nó đã phê rồi các bác này. Đấy, massage cho cái gan bàn chân của mình rất là tốt luôn. Đấy, đẩy đến đâu là sướng đến đấy các bác nhá. Đó, con này các bác đẩy như này cho em này, rất là tốt luôn. Đó, thư giãn cho các cái mạch bàn chân nhá. Đó, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 10 con lăn như này, mỗi bên 5 con này. Đấy, rồi các bác cắm nước vào cho em, sau đó bật lên này. Đấy, nó sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 chế độ gì đây này. Đấy, các bác muốn bật chế độ nào thì bật nhá. Đó, đây, dây cắm như này. Dùng để ngâm chân này, cho thuốc thang, cho các thứ vào đấy rất là tiện luôn. Đấy, giá thì sẽ là 320.000, bao ship đến tận nhà. Nguyên thì ship của em mất 50.000 cho cái hộp này rồi. Đó, lên cho em là hộp thùng ngâm chân nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con vật cầu lông này. Giá thanh lý cho các bác đợt này về giá tốt luôn, 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này. Đấy, sẽ bao gồm là cả vật, cả cầu. Đấy, một vật và kèm cho các bác ba quả cầu này. Vật siêu xịn luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật. Và con này thì nói chung là các bác dùng để đánh bình dân thôi, chứ còn không đi thi đấu đâu. Thi đấu thì phải tiền triệu một chiếc. Còn đây em bán là giá thanh lý thôi. Giá thanh lý thì các bác mua về mình thể dục thể thao ở nhà, hoặc là cho trẻ em các thứ nhá. Rất là tiện luôn, mùa hè này thì các em có thể chơi. Đấy, bao gồm cho các bác là 3 quả cầu. Sẵn 3 quả cầu này luôn nhá. Sẵn 3 quả cầu luôn. Một vật và một đôi vật và 3 cầu. Giá thanh lý cho các bác cực tốt luôn. Chỉ có cho các bác là đi 100.000 thôi. 100.000 mà hàng cồng kềnh như này là tiền ship cũng mất rất là nhiều luôn. Nhưng mà thôi, giá thanh lý, giá tốt cho anh em các bác luôn. Bộ lên cho em là vật cầu lông nhá. Giá sẽ là 100k. 100k cho vật cầu lông như này các bác này. 100.000 cho cái bộ vật cầu lông như này. Rất hợp lý cho các bác luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các máy hàng bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc chủ đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đầu tiên thì em lên cho bác cái củ sạc nhanh nhá. Đấy, củ sạc nhanh này. Con này thì nó sẽ là một cái dòng chuyên để sạc nhanh cho các bác luôn. Đó, thì các bác cắm cái này vào nguồn điện cho em này. Sau đó thì các bác có thể cắm hai chân Type-C hoặc là chân USB như này. Lên mã giúp cho em đó là củ sạc nhanh nhá. Đấy, nó sẽ có là một cả củ và dây như này thì các bác cắm rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là củ sạc nhanh. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80k nhá. Đấy, lên cho em đó là củ sạc nhanh này. Củ sạc nhanh, giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho cái củ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Cái khay đá này thì tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay đá thông minh nhá. Đấy, thì một khay này của nó là có 17 viên, à 14 viên. Mỗi bên là 7 viên, 1 2 3 4 5 6. Mỗi bên là 7 viên, tổng 14 viên mà có nắp đậy như này thì các bác có thể để vào trong tủ lạnh nhà mình để chồng lên nhau được. Và khi mà mình lấy đá ra thì mình chỉ cần đẩy như này là đá nó sẽ ra cho các bác nhé, rất tiện luôn. Lên cho em là khay đá thông minh nhá, khay đá thông minh. Giá sẽ là 15k trên một khay như này nhá, 15k trên một khay đá thông minh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái
gãy lưng nhá. Gãy lưng thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu như này nhá. Hai mẫu như này. Một mẫu thì đầu gãy của nó bằng sừng nhá, đầu gãy của nó bằng sừng. Cái bằng sừng này là bao nhiêu đây? Cái bằng sừng này 10.000 á. Cái lưng các bác nhá, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu nhá, một mẫu là đầu bằng inox nhá, một mẫu là đầu bằng sừng như này. Đấy, đầu bằng sừng như này. Giá thì đều là 10k hết nhá. Giá đều là 10k hết, các bác muốn lấy loại nào thì các bác báo cho em thôi. Đó, giá đều là 10.000 hết nhá. 10.000 cho một chiếc như này. Đấy, con này thì bằng inox này, con này thì đầu bằng sừng nhá. Đầu bằng sừng. Đó, thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu như vậy. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đấy. Cái con đầu bằng inox này thì nó sẽ dài hơn con sừng này một chút nhá. Đây, nó dài hơn con sừng một chút như này. Đó, đây các bác thấy chưa? Đó. Giá thì đều là 10k hết nhá, đều là 10k hết. Các bác lên đã giúp cho em đó là gãy lưng nhá, gãy lưng. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc như này, 10k một chiếc gãy lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đeo điện thoại nhá. Đấy, túi đeo điện thoại đây, nó sẽ làm cái túi như này. Các bác dùng để đeo điện thoại rất là tiện ích luôn. Đó, túi đeo điện thoại này đeo vào trong các bác đeo vào thắt lưng cho em, đeo vào thắt lưng này sau đó thì mình bỏ điện thoại ở đây cho em. Rất là tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Các bác lên cho em là túi đeo điện thoại nhá. Túi điện thoại này, giá của nó sẽ là 40k. Đó. Túi điện thoại, giá sẽ là 40k cho một cái túi điện thoại như này nhá. 40.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn tròn nhá. Giá sẽ là 80k. Đây là một con đèn có cả điều khiển, có cả cáp sạc luôn. Và con này thì nó sẽ là dòng tích điện như này, có cả năng lượng mặt trời, có cả sạc luôn. Đấy, 5V, công suất của nó là 120W nhá. Mặc định của nhà sản xuất là 120W, còn là đây ánh sáng của nó thì như này các bạn, cũng khá là sáng luôn. Các bác có thể dùng thì khi đề phòng mất điện mình ăn cơm ăn nước. Đấy, rất là tiện, có cả điều khiển nội thất cho các bác đầy đủ luôn. Đấy, combo cho các bác cả điều khiển, cả cáp sạc, cả pin cũng đàng hoàng nhá. Giá chỉ có 80k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn tròn nhá. Đèn tròn giá sẽ là 80k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái tông đơ nhá. Tông đơ đây. Đấy. Thì cái này các bác lên cho em là tăng đơ lược, có cáp sạc này, có cữ kiếc hẳn hoi, có cả lược nữa, và một con tăng đơ rất là ngon, chạy thì cực kỳ là khỏe luôn, và có đẩy cữ ở đây nhá, đẩy cữ ở đây các bác này. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, các bác dùng để mình cắt tóc cho trẻ em, cho người già rất là ok nhá. Và dòng này của nó cũng là dòng không ăn da nhá, không ăn da cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Các bác lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược như này. Đấy, lên cho em là tăng đơ lược, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con tăng đơ lược này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái còi cứu hộ nhá. Còi cứu hộ, giá của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Còi cứu hộ. Còi cứu hộ. Hả? 25.000 cho cái còi cứu hộ như này. Đây, các bác này. Con này thì sẽ có la bàn này, có la bàn và có cả đo nhiệt độ luôn, cập nhật cả nhiệt độ này. Đấy, nó sẽ là hàng của quân đội, hàng của quân đội Mỹ nhá, cực kỳ là ngon luôn, có la bàn, có cập nhật nhiệt độ, có dây quai đeo như này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. 25k nhá. Lên mã giúp em đó là còi cứu hộ nhá, còi cứu hộ này, còi cứu hộ. Giá sẽ là 25k. 25k một chiếc thôi. Con này hàng đa di năng luôn, có cả sẵn cho các bác là la bàn này, la bàn này, cập nhật nhiệt độ này và còi này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao chặt của Đức nhá, dao chặt Đức đây. Con này thì giá sẽ là 150 cành nhưng mà con dao chặt Đức như này. 150k. Đấy, 150.000 cho con dao chặt Đức như này. Con này thì cực kỳ là ngon luôn, hàng liền thân như này nhá. Giá chỉ có 150k thôi. Một dao chặt Đức nặng khoảng 4 đến 5 lạng. Đấy, rất vừa vặn xinh xắn nhá. 150k. Lên cho em là dao chặt Đức nhá. 150k cho con dao chặt Đức như này, rất ngon lành luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái dây thắt lưng Mỹ nhá, thắt lưng Mỹ này. Đấy. Bó. Dây thắt lưng da bò Mỹ nhá. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy. Thì nó sẽ có cho các bác là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen màu nâu và mặt thì nó sẽ là cái dạng mặt như này. Đấy, dạng mặt như này nhá. Đấy. Đây, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, dép này, lếch xù này. Đấy. Hàng toàn hàng chất lượng hết nhá. Đó. Thì cái mặt này thì nói chung là nó đều đều như nhau thôi. Thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, mặt 3D rất là đẹp luôn này. Đây, cái này thì mặt của lếch xù này. Cái này thì mặt của dép này. Đó. Chất liệu của nó thì 100% là da bò tự nhiên nhá. Đấy. Da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy. Made in USA, chữ dập chìm luôn nhá. Hàng da bò tự nhiên nguyên miếng này.
da bò tự nhiên nguyên miếng đấy, made in USA cho các bác luôn đó. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò nhé, giá sẽ là 190.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá, 190k cho một con thắt lưng da bò như này. Đấy, lên cho em là thắt lưng da bò 190.000. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái ví da bò nhá. Ví da bò thì cũng có hai màu, màu đen và màu nâu. Và thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu luôn. Đấy, thắt lưng da bò cũng có hai màu, màu đen và màu nâu như này. Đó. Hàng cũng là hàng của Mỹ, made in USA nhá, made in USA. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì sẽ là 120.000 cho một con thắt lưng da bò như này nhá. À, một con ví da bò như này. Chất liệu của nó đều là 100% là da bò tự nhiên hết nhá. 100% da bò tự nhiên hết. Đấy, da bò tự nhiên hết nhá. Đó, rất ngon lành, chất da siêu mềm luôn. Lên cho em là ví da bò nhá. Giá sẽ là 120k nhá. 120k cho một con ví da bò như này. Hàng made in USA này. Đấy, made in USA. Đó, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật này. Đấy, lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật. Con này hàng đa chức năng luôn. Có cổng sạc ra sạc vào đầy đủ này, sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đó, có nam châm hít này, có búa phá kính này, có cắt dây này, đây phần công tắc của nó này. Đèn thì siêu sáng luôn các bác nhá. Đèn này siêu sáng luôn. Đấy. Đây, rất là sáng luôn các bác này. Đây các bác thấy không? Đây, pha của nó rất là rọi, rất là sáng luôn các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn nhá. Giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có la bàn này. Đấy, có còi hú các bác này. Đấy. Đầy đủ các chức năng cho bác cho một con đèn như này luôn. Giá chỉ có 180k thôi. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là con đèn phễu nhá. Đèn phễu. Giá sẽ là 80.000 cho một con đèn phễu như này. 80k. Đó, đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng luôn. Đấy, cũng có cổng sạc ra sạc vào cho điện thoại luôn và rất là sáng nhá. Đó, đây. Rất sáng luôn các bạn. Pha của nó rất là rọi, rất sáng luôn. Đó. Rất sáng luôn, có báo pin, có cổng sạc vào cho điện thoại, giá chỉ có 80k thôi. Lên theo là đèn phễu nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện nhá. Giá chỉ có 175.000 cho con đèn vàng tích điện như này thôi. 175k nhá. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng các bác này. Đấy, đây. Có quai đeo, quai điếc đàng hoàng nhá. Có pin tích điện cho các bác luôn. Đó, có pin tích điện này. Rất sáng luôn. Con này thì siêu sáng luôn nhá. Đấy. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu các bác này. Đó, và nhấp nháy cảnh báo này. Sáng vàng, sáng trung tính này. Đó. Rất nhiều các cái giải LED ở đây nhá. Đó các bác thấy không? Đó. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá này sẽ là 175.000, có pin năng lượng mặt trời các bác nhá. Đấy, có tấm pin năng lượng mặt trời này và có cáp sạc này và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn. Lên cho em là đèn vàng nhá. Đấy, đèn vàng tích điện, giá sẽ là 175.000. 175.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đèn bão quạt nhá. Con này thì nó sẽ là một cái dòng đèn bão và có cả quạt luôn. Con này thì cũng có sẵn cáp sạc luôn nhá, có sẵn cáp sạc đây luôn. Đó, con này thì giá chỉ có cho các bác là 100 cành thôi, 100 cành. Gió của nó rất là tít luôn nhá. Các bác nghe tiếng gió nó kêu chưa? Gió nó rất là mạnh luôn, 100k cho con đèn bão quạt như này. Và có cả đèn luôn. Đấy, đây. Có cả đèn rút lên như này các bác này. Đấy, các bác theo. Đó. Này. Rất tiện ích luôn. Đó, đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Lên mã giúp cho em đó là đèn bão quạt nhá. Giá sẽ là 100.000 cho con đèn bão quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chảo chuyên ngập dầu nhá. Đường kính là 20cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, con này thì nó sẽ có cho sẵn cho các bác là một cái dàn hay một cái giá như này luôn, một cái giá bằng inox như này. Đấy, khi chiên rán thì các bác đặt lên đây cho em. Đó, đây. Rất tiện ích các bác này. Đấy, con này thì giá cũng 100k luôn, 100.000 cho một cái chảo chiên như này, tráng đá chống dính nhá. Dày dẫn chắc chắn, các bác có thể đun để mình chiên rán nem rồi đồ gia dụng nem rồi đùi gà đùi ghiếc, nói chung là đồ chiên rán là ok hết nhá, 100k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bếp từ Philips nhá, bếp từ Philips. Giá thì đây, đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là một bếp từ như này. Và có tặng kèm cho các bác là một cái nồi nhá. Cái nồi này là nồi tặng kèm nhá, thì nó có thể là nó bị móp méo thì các bác cũng thông cảm thôi. Cái này là bên em tặng kèm thôi. Còn chủ yếu là bếp từ này thôi. Đây. Đây là bếp của nó này, đây bếp của nó đây. Đấy, một con bếp cực kỳ là ngon luôn, hàng của thương hiệu Philips nhá, sản xuất ở Thái Lan nhá. Made in Thái Lan qua này. Đó. Hàng thì bảo hành cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Đấy, dây cuốn của nó bên trong là 100% bằng đồng hết nhá. Đấy, đun cực kỳ là nhanh sôi luôn. Mặt kính cường lực 5 ly này, mặt kính cường lực 5 ly. Đó, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40, chiều rộng thì trên 30 nhá. Đó. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy. Ngon lành luôn. Giá thì cái bếp từ Philips này bao nhiêu đấy?
Các bác lên cho em là bếp từ Philips nhé. Đấy. Bếp từ Philips này. 350k nhé. 350.000 và bao ship tận nhà cho bác luôn. Giá chỉ có 350.000. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000 nhé. 350.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái vợt mũi đứng nhá, vợt mũi đứng. Con này thì cũng rất là tiện ích cho các bác sử dụng rồi. Đó đây. Thì nó sẽ làm công vợt mũi như này. Có kèm cho các bác một cái đế này để các bác sạc nhá. Có kèm một cái đế này các bác sạc này. Cái này các bác cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình. Cắm vào đây cho em. Đó. Ban đêm thì các bác cắm vào cái củ này sau đó để các bác bật lên để cho cái ánh đèn hồng ngoại này nó sẽ thu hút con muỗi nhá. Đấy, thu hút con muỗi vào. Đó và muỗi nó sẽ vào đây nó sẽ bị chập con này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên cho em là vợt mũi đứng nhá. Giá sẽ là 150.000. 150k cho một con vợt mũi đứng như này, 150.000. Rất tiện ích cho bác sử dụng luôn, vợt mũi đứng 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy thái rau củ quả này. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một bộ máy như này nhá, một bộ máy như này, con này dùng bằng tay thôi. Máy như này và các cái bộ lưỡi đi kèm đây, lưỡi đi kèm này. Ở nhà các bác lắp cái lưỡi vào cái lu này cho em, lắp lưỡi vào lu này cho em. Còn đây là cái tay công thì các bác lắp cái tay công vào cái phần này. Đó, sau đó thì mình xoay này. Đấy, mình xoay này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi, 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. Lên theo là máy thái rau giá sẽ là 100k. Đó thì đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Kiếm được rất nhiều thời gian trong việc chuẩn bị đồ ăn luôn đấy. Trước kia phải ngồi thái từng miếng rau củ mệt lắm, giờ có cái máy này thì chỉ cần xoay tay là xong, nhanh lắm luôn ạ. Rau củ máy làm bằng inox nên bén lắm, thái các loại rau củ mềm cứng gì cũng được, thái cả thịt được luôn đấy nha. Em thích nhất là máy nhỏ gọn, không chiếm diện tích trên bếp như các loại máy khác, lúc nào cũng mang theo được, kể cả khi đi du lịch hay picnic gì đó. Nói chung cái máy này quá ok với em luôn, giá cả lại rẻ nữa, vì vậy cả nhà nên thử cái máy này đi. Đấy, rất ok các bác nhé. Hello các bác nhé, hôm nay thì bên Phạm Huấn tiếp tục về rất nhiều mã hàng. Em hãy lên video để trân trọng gửi tới quý bạn và các vị. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng các nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác cái mẫu quạt phun sương 2 tầng các bác nhá. Quạt phun sương 2 tầng rất là đẹp luôn này. Con này thì tổng cái chiều cao của nó vào khoảng là 40cm. Đó, chiều ngang của nó thì vào khoảng 15cm và con này có thể xoay được các bác này. Hàng này thì nó sẽ là hàng cắm điện nhá. Sử dụng điện và nó sẽ là cắm cổng USB. Và về nhà thì các bác cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, cho nước vào đây là các bác dùng là bật lên là xong, là nó sẽ ra phun nước ở đây và quạt sẽ quay. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ cắm test thử cho các bác xem luôn nhá. Con này nó sử dụng chân USB như này nhá. Đấy, chân USB thì về nhà các bác cắm vào cái chân của cái ổ USB nhà mình thôi, cắm ở chân ổ USB nhà mình. Đấy, bên em thì chỉ có kèm cái cáp cắm như này thôi. Về nhà các bác cắm ở chân ổ USB nhà mình, sau đó cắm vào nguồn này cho em này. Đấy, cắm vào nguồn này cho em. Đó. Và về nhà thì các bác cho nước vào cho em này. Đấy. Các bác cho nước vào đây cho em nhá. Đây, đấy, đây. Cho nước vào đây cho em này. Đấy. Cho nước vào. Ok. Đó, đây. Cho nước vào đây các bác nhá, cho nước vào đây cho em này. Đậy nắp lại này. Đó. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là cái công tắc nguồn này. Các bác bật cái công tắc nguồn này lên này. Đó, đây, nó quay này các bác này. Đó. Và các bác bật số là nó sẽ chạy thôi. Đây các bác nhá. Đó, quạt đang chạy đây này. Đấy và tính năng phun sương thì nó sẽ ở đây cho các bác nhá. Đó. Nó sẽ có 3 số cho các bác luôn. Đây, phun sương thì các bác có thể là phun 1 tia hoặc là phun 3 tia. Đấy, ở đây thì các bác cứ nhấp công tắc này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Sương nó phun ra rất nhiều luôn nha các bác nhá. Đó, đây cho này. Đây. Sương phun ra rất nhiều luôn. Đây các bác này. Đó. Con này thì hàng đa di năng luôn. Vừa quay vừa phun sương được luôn nhá. Đấy, vừa quay vừa phun sương được luôn. Con này thì dùng rất là thích này. Đấy, các bác dùng ví dụ như là cái quạt này thì có thể điều chỉnh lên xuống này. Đấy, thì theo cái quạt này có thể điều chỉnh nhá. Và quay như này. Đó, đây. Các bác xem cái lượng sương nó phun ra này. Đây, sương nó phun ra này. Đó, các bác thấy không? Đây. Đây các bác này, sương nó phun ra rất là nhiều luôn. Đó. Và sương của nó thì là sương mảnh nhá. Xương mảnh xương tơ cho nên là không bị ướt này. Đấy, đây em để tay như này mà cũng không có dấu hiệu ướt tiết thì các bác này. Đó, xương mảnh xương tơ như này. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó, đây các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 300 cành. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương nhá, quạt phun xương. Giá sẽ là 300k thôi. Các bác lên cho em là quạt phun xương nhá. Đó, quạt phun xương này. Quạt phun xương. Giá sẽ là 300.000 nhá. 300k. Đó. 300k cho quạt phun xương như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác. Được đấy. Có cái điều khiển từ xa như này các bác nhá. Có điều khiển từ xa này, các bác rút cái điều khiển từ xa cho em này, mình sử dụng này.
Đấy, tắt đi này, bật lên này. Đấy, có điều khiển từ xa luôn, hàng hàng hit hot cho các bác luôn, hit hot luôn, có điều khiển từ xa này. Đấy các bác bật lên cho em này. Đấy, bật lên này. Đây. Đấy, bật lên và dùng chế độ là cái này là chế độ 3 tia nước này. Đấy các bác có thể dùng 3 tia nước này, quạt này. Đấy, quạt thì nó sẽ có là quạt 1, quạt 2 nhá. Đấy. Và chế độ quay này. Thì nói chung là ở đây nó có hết rồi. Các bác cứ thế là về các bác sử dụng thôi. Nó rất là tiện nhá. Đây, bật 1 quạt, bật 2 quạt này, chế độ phun sương này, chế độ phun nước này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn. Cái này là quạt số 1, quạt số 2, nó có hai cái quạt riêng. Và cái này là chế độ là xoay tròn này, cái này là chế độ nước xương này, và cái nguồn này là màu đỏ này là tắt đi này. Tắt đi này. Đấy. Còn bật lên thì các bác bật luôn cho em, bật quạt lên là nó sẽ lên luôn. Đấy, bật quạt là quạt sẽ chạy luôn. Đấy. Bật phun xương là nó sẽ phun xương thôi nhá. Đấy. Nó sẽ có 3 chế độ phun xương này và quay này. Nói chung là rất tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Và hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em. Đấy. Hết nước thì các bác lại tiếp nước vào đây cho em nhá. Đấy, hết nước lại tiếp nước vào đây. Nói chung là các bác dùng cả ngày mới hết cho nước này thôi. Tại vì cái dòng phun xương này nó mất rất là ít nước các bạn, cho nên là các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 300.000 thôi. 300.000 bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Lên cho em là quạt phun xương các bác nhá. Đấy, quạt phun xương. Rồi, ok. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đen nhá. Đây, quạt đen. Con này nó sẽ màu đen như này. Các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá, quạt đen tích điện. Đó, quạt đen tích điện. Đây. Quạt đen tích điện. Con này thì có công tắc này, bật lên này. Gió cực mát luôn. Công suất của nó sẽ là 199V này, mắc của nó là 6000A nhá, 6000A. Hàng của thương hiệu Makita. Đấy. Rất mát luôn nhá. Các bác thấy không? Gió này. Con này gió mạnh lắm. Nó chạy bằng pin như này thì rất là tiện ích. Nó sẽ có số 1, số 2 nhá, số 1, số 2. Thì các bác dùng nó rất là tiện. Con này đường kính của nó vào khoảng là 25cm. Và có cho các bác là một viên pin của Makita như này. Một viên pin của Makita và một cái cáp sạc như này nhá. Một cáp sạc như này. À, một cái cục nguồn sạc như này. Đây, cục nguồn sạc các bác cắm ở đầu này cho em. Đây, nguồn sạc thì cắm ở đây cho em. Đấy nhá, cắm ở đây này. Đấy, cắm ở đây cho em để các bác sạc pin này. Rất đơn giản vậy thôi. Hàng của thương hiệu Makita của Nhật nhá. Makita của Nhật. Giá thì sẽ là 380.000. 380.000 cho một con quạt quạt pin như này. Đấy, các bác lên cho em là quạt đen tích điện nhá, quạt đen tích điện này. Đấy, công tắc đây, bật lên cho em là xong. Đó. Hết pin thì về nhà các bác sạc vào cho em nhá. Đó, hết pin các bác sạc vào cho em. Một con pin như này có thể chạy liên tục cho các bác là từ 3 đến 5 tiếng nhá, từ 3 đến 5 tiếng cho một con quạt như này. Thì con này rất tiện ích luôn. Đấy. Giá chỉ có 380.000 thôi, 380k bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là con này thì nó có hai số nhá. Số 1 và số 2. Thì tùy theo các bác muốn dùng số nào thì dùng. Đấy, nó có hai số. Số 1 và số 2 nhá. Cái công tắc này ở giữa này. Số 2 thì các bác bật sang bên 2 này. Đấy. Số 1 thì các bác bật sang bên 1 này. Đấy, và công tắc thì nó nằm ở giữa. Lên mã giúp cho em đó là quạt đen tích điện. Quạt đen tích điện. Giá của nó sẽ là, lên cho em là quạt Makita đi. Quạt Makita. Giá của nó sẽ là 380.000. Đó. Quạt đen tích điện hoặc là quạt Makita cũng được. Đó. Các bác lên cho em đó là quạt đen tích điện này. Đấy. Quạt đen tích điện, giá sẽ là quạt đen tích điện này. Giá của nó sẽ là 380k nhá. 380.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, cho cái mã quạt đen tích điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bàn chải này các bác này. Đấy. Các bác lên cho em đó là bàn chải tay nhá. Đấy, bàn chải tay. Các bác cầm tay như này, các bác chà kỳ cọ này, đánh quần đánh áo này. Đấy, bàn chải tay. Giá của nó sẽ là 15.000 cho một chiếc nhá. 15.000 một chiếc, và bác nào mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000. 40.000 cho 3 cái, còn mua lẻ là 15.000 một cái. Cái nhựa của nó, cái cao su này của nó, cước này của nó khá là dày luôn, và đánh thì rất là êm nhá. Các bác có thể dùng để mình tắm rửa này, kỳ cọ này, đánh chân tay, rồi nói chung là đa di năng được hết nhá. Đấy, đánh tắm rửa, kỳ cọ, đánh chân, đánh tay đều ok hết. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15.000 cho một chiếc. Lên cho em là bàn chải tay nhá, bàn chải tay. Đấy. Bàn chải giặt quần áo hoặc bàn chải tay cũng được. Giá sẽ là 15.000 một cái, và mua từ 3 cái thì sẽ là 40.000, 40.000 3 cái. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, giặt quần, giặt áo rồi sân sướng các thứ rất là ok. Thiết kế rất là tuyệt vời luôn. Đó, cầm như này. Cầm này các bác sử dụng này, rất là gọn, nhỏ gọn, tiện ích. Dài thì khoảng là 10cm, rộng thì khoảng 5cm. Bàn chải tay nhá. Tiếp theo thì
Nay bên shop về theo bác sản phẩm đó là cái chổi gạt kính nhá, 20.000 một chiếc này. Đấy, lên mã giúp cho em là gạt kính 20.000 một cái, và mua từ 3 cái thì sẽ là 50.000. 3 cái là 50.000 cho cái gạt kính như này. Đây. Cái này thì cái chiều dài của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 25 cm. Đấy, cái chiều bản của nó là 25 cm, mà chiều này khoảng 30 cm. Các bác cầm như này cho em. Đấy. Mình ví dụ như là cửa này, sân sướng này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet này, có nước này, thì các bác cầm này các bác gạt đi cho em. Đấy. Chổi gạt kính nhá, lên cho em là gạt kính. Giá sẽ là 20.000 một cái, và mua 5 cái, 3 cái thì sẽ là 50.000. 50.000 cho 3 cái nhá. 50.000 cho 3 cái gạt kính như này. Đây các bác này. Đấy, khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Các bác cái phần kính của mình dùng mình lau chùi đi cho em. Sau đó thì mình dùng cái này mình gạt đi, rất là sạch luôn. Đây. Các bác thấy không? Đó. Cái này thì các bác gạt nó rất là sạch. Đấy, sạch nó khô luôn và cái kính nó sẽ không để lại vết nhá. Đây, các bác xem này. Đó, thấy chưa? Kính ô tô này, kính cửa này, đấy, các bác thấy chưa? Rất sạch luôn. Gạt đi đâu là sạch cái đấy luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là gạt kính nhá. Giá thì chỉ có 20.000 một chiếc này thôi. Các bác nên mua lắm. Đấy, sử dụng nó rất tiện ích. Tiếp theo thì bên shop về các bác dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đây, nó sẽ là cái hộp đựng đũa thìa nhá. Lên cho em hộp đựng đũa thìa, giá sẽ là hộp đựng đũa thìa. Giá của nó sẽ là 160.000. Hộp đũa thìa, lên cho em là hộp đũa thìa thôi. Hộp đũa thìa này. Đấy, đũa thìa. Giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho cái hộp đũa thìa như này, bằng inox 304 sáng bóng đẹp. Dưới đáy này là các bác có thể tháo ra được, mình đổ nước đi nhá. Tháo ra đổ nước đi. Đó. Cái khay này thì chiều cao của nó vào khoảng là 20 cm, chiều rộng cũng khoảng 20 cm, và cái chiều bề rộng này thì nó sẽ là vào khoảng trên 10 cm. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái dắt kéo, một cái dắt liếc này, 5 con dao này, và cái hộp này để các bác cắm đũa cắm thìa vào đây. Đấy, rất tiện ích, đẹp và sạch sẽ để cho các bác sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hấp dẫn luôn, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là hộp đũa thìa nhá. Giá sẽ là 160.000 cho mấy cái hộp đũa thìa như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Để. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng đấy, và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con camel này thì có màu trắng màu đen thôi nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác. Đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt, nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm cho anh cái này tí nào mình này. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy. Gió rất mạnh luôn các bác này. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bác thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bạn này. Đó. Và có công tắc như này các bạn nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bạn nhá. Nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là
1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy, thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy, các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt, quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy, thì có hai màu quạt đồng này, thì có hai màu, đó là màu màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy, con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng sau đây. Đấy, con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhá. Đấy, thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhá. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy, quạt đồng này cánh bằng nhôm, và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều, và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy, dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó, thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy, con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh thôi nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhá. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là, nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này có nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này. Đấy, cái chân cái tay sen này các bạn. Đấy. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào theo này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó đây. Đấy. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy. Bát cầm tay của nó bằng inox hết này. Bát cầm tay inox hết. Đấy. Và một cái bát to như này nữa này. Đấy. Một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc thêm cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc thêm cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn các bác này. Đấy. Bóc thêm cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đấy. Đấy là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này.
Đấy, đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy. Lắp cái củ này vào đây. Đây. Lắp cái củ này vào đây. Và đây là cái bát của nó này, bát của nó này. Đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một cái sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 5 châm. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhấc lấy hết luôn, cái gì liên quan nước đấy này. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhá, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy. Thì con này con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó. Hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh. Đấy, cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này. Giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh. Giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn. Có cái phụ kiện đi kèm này các bác này. Đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này. Để các bác lắp vào tường cho em, giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá. Có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh. Và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen bắp sen chậu rửa bắp lắp cái lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cái này là sen cao su vòi. Lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cho cái củ nóng lạnh như này. Đấy thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy. Cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp vào chậu rửa mặt. Đấy. Lắp vào chậu rửa mặt, còn con này là các bác lắp treo lên tường. Đấy, để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy. Nôm na là một con là lắp được vòi sen, còn một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy. Còn của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đây? Chậu rửa inox à? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này, Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200 vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 thì cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác tầm khoảng 400-500. Hàng rất nặng luôn, dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp. Vòi chậu rửa cứng nhá. Giá của nó sẽ là 280.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cho cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cho cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát. Cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây.
Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen. Cái tay của nó màu đen như này, hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này. Xoay 360 độ này. Có ngoắt nghéo này, có ngoắt nghéo này. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá. Tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn. Đó. Có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này. Dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa? Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá. 330.000 cho con vòi tay đen. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá. Vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 280.000. 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cái một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy. Osaka Japan con này, Osaka Japan. Đấy, inox 304M. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì có lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn inox M, không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì đó nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông giá sẽ là 330.000 nhá. 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi, dây, giá đỡ, ốc, yếc các thứ đàng hoàng luôn. Vòi, dây, giá đỡ, ốc, vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác. Combo cho bác về nhà các bác lắp vào cái này cho em. Đó, lắp vào đây. Đó. Thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. À, inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên theo là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên theo là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của các bác. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy. Dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoắt nghéo này, đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này.
giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000 đó, 90.000 thôi, giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn đó. Tiếp theo thì em lên cho bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su, giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá, sen cao su giá sẽ là 80.000, cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này, và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này, và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này, khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này, sau đó mình lại bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này. Đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su như này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000. 80.000 các bác nhá. Và mấy điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh lên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia nữa, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập ngập lên 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên thì em là phao nước. Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đó. Lên lên cho em là phao nước nhá, giá đang bán 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy, này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá, cứ ngập 1 cm là tự ngắt, rất là tiện đó. Lên mã giúp cho em là phao nước, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy, đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy, xoay 360 độ luôn. Đấy, giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên trên là vòi bạc xoay 360 độ, con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ, các bác nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em, xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này, lên cho em là vòi bạc rồi ok. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì giày dàn di thì bên shop lại tiếp tục về các bác nhá. Đó. Hôm trước thì em về hàng thì hết, hôm nay thì lại tiếp tục về. Các bác lên cho em là giày dàn di nhá, giá sẽ là 100. Các bác lên cho em là giày dàn di, giá sẽ là 140.000 nhá. Các bác lấy lùi cho em một số nhá. Đấy. Kích thước của em cỡ thì em sẽ có là từ 39 đến 42 nhá. 39 đến 42 thì các bác cứ lấy lùi cho em một số. Ví dụ chân các bác là 39 thì các bác đặt cho em là 38 nhá, tại vì cái này nó là hàng quốc tế. Đấy, hàng quốc tế cho nên nó hơi to một chút, cho nên là các bác lấy lùi cho em một số. Đây. Ví dụ như cỡ này là cỡ 42 này. Đấy. 42 chân em là 42 thì em đi nó sẽ là hơi rộng, cho nên các bác cứ lấy cho em là 39 là ok. À 41 là ok nhá. Đấy, các bác cứ lấy cho em 41 là ok, thì là nói chung là khi các bác đặt hàng thì các bác cứ đặt lùi cho em một số nhá, đặt lùi cho em một số. Ngoài ra thì bên em cũng có tư vấn cho các bác, nên các bác yên tâm. Chất liệu của nó thì cái đế này của nó là cao su non nhá, cao su non cho nên là các bác đi cực kỳ là mềm luôn và rất là bám này, rất là bám nhá. Và đây thì nó sẽ là dạng là vải dù quân đội như này. Vải dù quân đội như này thì dùng nó rất là thích nhá. Đấy. Và cái mặt ngoài này thì nó sẽ là hàng có chống nước nhá. Vải dù quân đội có chống nước, nhưng các bác dùng yên tâm không lo bị ướt đâu. Đó. Và cái giá thì rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là giày dàn di nhá, giày dàn di 140.000 cho một đôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác các cái mã đồng hồ nhá. Mã đồng hồ thì bên em về nó sẽ có cho các bác là đây. Nó sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả này. Đấy. Thì cái mẫu này thì nó sẽ không có, mẫu này thì sẽ không có hộp nhá, không có hộp, còn 2 mẫu là có hộp này. Đấy. Chất liệu của nó thì đều là đồng hồ cơ hết nhá, đều là đồng hồ cơ hết. Hàng thì cực kỳ là ngon luôn. Ban đầu về thì các bác đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy nhá, đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy. Đấy, nó là dòng cơ, cho nên là các bác phải đeo vào tay thì nó mới bắt đầu chạy các bác nhá. Đó. Thì cơ nó phải hoạt động thì nó mới bắt đầu chạy. Giá thì con này thì bên số cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ mã 66 nhá, đồng hồ cơ 66.
giá của nó sẽ là 400.000. Đấy, đồng hồ cơ 66 này, giá sẽ là 400k. Đó. Các bác lên cho là đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đây. Đấy. Con này thì dùng cực kỳ là tiện ích cho các bác sử dụng luôn, nó là hàng cơ nhá. Hàng cơ, cực kỳ chất lượng luôn. Đây, cái ba lăng của nó đang chạy các bác này. Đấy. Con này thì 100% là lộ cơ luôn, rất đẹp các bác này. Đấy. Lên cho em là cơ 66. Đấy. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật này, made in Japan đàng hoàng này. Đây. Made in Japan nhá. Hàng của Nhật cho các bác luôn, made in Japan luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cơ 66 nhá. Giá của nó sẽ là cơ 66 này, đồng hồ cơ 66 giá sẽ là 400k. Đấy. Đồng hồ cơ này 66 nhá, giá sẽ là 400k nhá. 400k cho con đồng hồ cơ 66 như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400k. Đây, cơ nó đang đánh này. Con này thì giá chỉ có 400.000 thôi, giá cực kỳ tốt cho các bác luôn, 400.000 nhá. Tiếp theo thì các bác lên cho em là con đồng hồ cơ 53 này. Đấy, con này thì công ty của nó thì từ năm 1953 luôn, cũng là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53. Con này thì giá sẽ là 450.000. 450.000 cho một con đồng hồ cơ 53 như này. Con này thì sẽ có hộp nhá. Con đồng hồ cơ 53 này sẽ có hộp này. Đấy, còn con cơ 66 này thì không có hộp nhá. Cơ 66 này không có hộp. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác con đồng hồ cơ La Mã nhá. Cơ La Mã. Đấy. Đồng hồ cơ La Mã, con này thì nó chạy bằng số La Mã như này. Đấy, chạy bằng số La Mã như này các bác này. À, nó dùng bằng số La Mã này. Đấy, mặt của nó là mặt số La Mã như này. Đó. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000 nhá. Đấy, lên cho em là cơ La Mã này. Cơ La Mã giá sẽ là 470k, 470.000. Đấy, tức là bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả nhá. Có 3 mẫu đồng hồ cơ tất cả cho anh em và các bác lựa chọn này. 3 mẫu đồng hồ cơ như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này các bác nhá. Đấy, 3 mẫu đồng hồ cơ siêu đẹp như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66 này. Đấy, cơ. Đây. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ cơ. Đây, con này thì sẽ là cơ 66 này. Đấy, đồng hồ. Đây. Đây đúng rồi. Con này thì sẽ là đồng hồ cơ 66 nhá, cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400.000. Đồng hồ cơ 66 con này là 400.000 này. Đấy, con này thì đồng hồ cơ 53 này, đồng hồ cơ 53. Con này là 450.000. Đấy. Và con này nó sẽ là đồng hồ cơ La Mã này, đồng hồ cơ La Mã nó là số La Mã như này. Đó, số La Mã như này. Và 470.000. Đấy, thì bên shop đang có 3 mẫu đồng hồ cơ rất là đẹp như này. Và cái giá thì cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Giá cực kỳ hạt rẻ nhá. Anh em các bác mua hàng thì có thể liên hệ tới các cái số hotline ở trên tấm biển đỏ của bên em. Giá cực kỳ tốt cho các bác luôn. 3 mẫu đồng hồ cơ cho anh em các bác lựa chọn nhá. Đấy, cơ 53, đấy, cơ 66 và cơ La Mã. Đấy, cơ La Mã. Đấy. Con cơ 53 này thì màu bạc này, còn hai con này đều là màu vàng. Nói chung là hàng rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính các bác nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Con này thì hàng cực kỳ chất luôn. Hàng của Nhật nguyên hộp như này. Đấy, nguyên hộp như này có hẳn khăn lau khăn liếc cho các bác đàng hoàng. Rất đẹp cho các bác luôn. Đấy. Hàng này của nó thì chất thì khỏi phải bàn này các bác. Chất thì khỏi là bàn rồi. Đấy. Và hàng nó sẽ là hàng đổi màu như này các bác nhá. Hàng đổi màu. Đấy, các bác thấy không? Đây. Khi các bác đi vào giày dâm thì nó sẽ tự sáng và đi giày nắng thì nó sẽ đổi màu cho các bác nhá. Thì mình đeo nó rất là thích các bác. Đấy. Rất là chất luôn. Đó. Giày dâm giờ sáng đeo đều ok hết nhá, đều ok hết. Chất của kính thì khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Chất của kính thì khỏi phải bàn rồi. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu nhá. Hàng cực kỳ chất cho các bác luôn, hàng rất chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một con kính đổi màu như này, giá của nó sẽ là 100k nhá. Đấy, 100k cho con kính đổi màu như này. Con này thì rất chất lượng cho các bác sử dụng luôn và cái giá thì rất hợp lý rồi. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Có hộp hiếc đàng hoàng và có cả khăn lau khăn liếc đàng hoàng nhá. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là kính đổi màu, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vỉ kim khâu này. Đấy, kim này nó sẽ là dòng kim thông minh, khi các bác sử dụng thì không cần phải xỏ kim như bình thường. Đấy, lên cho em là kim vàng nhá, kim vàng. Đấy, lớn bé dài ngắn đủ cả 2, 4, 6, 8, 10. Một vỉ này 12 cái, một vỉ này 12 cái. Rất là ngon luôn. Khi các bác sử dụng thì đây. Đấy, em mô phỏng đây nó sẽ là cái sợi chỉ nhá. Đấy, đây là một cái sợi chỉ rất là to như này này. Khi các bác dùng thì các bác chỉ cần kéo như này là nó sẽ vào này. Đấy. Các bác kéo qua kéo lại này cho em là nó sẽ vào thôi. Đấy. Các bác đẩy này em sẽ vào. Đây các bác này. Đấy. Cả một cái dây cước to như này em kéo nó cũng vào luôn này. Đấy các bác theo. Đó. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mà nó có sẵn đầu móc luôn. Đấy, nó sẽ có sẵn cái đầu móc khuyết ở đây này.
có cái đầu móc khuyết ở đây các bạn này. Đó các bác thấy không, có đầu móc khuyết đây, thì khi các bác sử dụng là các bác chỉ cần đặt vào là xong đấy, mình không cần phải xỏ. Đặc biệt là với người già thì xỏ nó rất là khó đấy. Thì lên mã cho em là vỉ kim vàng nhá, kim vàng giá sẽ là 15.000 cho một vỉ kim vàng như này đấy. Lên mã giúp cho em đó là kim vàng nhá, kim vàng, kim vàng này giá của nó sẽ là 15k nhá, 15k cho một vỉ kim vàng này 12 chiếc rồi. Ok, hello chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng này. Đó, bên shop thì lại tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ các bác nhá. Đấy, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ cho các bác đây. Và hàng đợt này về thì giá siêu tốt cho các bác luôn, giá siêu tốt cho các bác luôn. Các bác cũng nhận được rất là nhiều ưu đãi trong cái chương trình này các bác nhá. Đấy, thì hàng bên em gửi cho các bác nó sẽ bao gồm cho các bác là combo là đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Đấy, nó có cái nấc điều chỉnh nhiệt độ ở đây này. Đấy, thì các bác có thể điều chỉnh nhiệt độ là cho em là từ 200 lên tới 450 độ C. Đấy, các bác điều chỉnh ở đây cho em. Đó. Và công suất của nó là 60W nhá. Con này thì các bác có thể thay mũi được nhá, có thể thay mũi. Thì bên em bán thì nó sẽ kèm cho các bác là tặng kèm cho các bác là 5 mũi luôn. 5 mũi thì các bác có thể thay nhá. Đấy. Có kèm cho các bác luôn là 5 mũi. 5 mũi để các bác thay này. Đấy. Kèm cho các bác là một cái túi 5 mũi như này, 5 mũi với 5 cái kiểu dáng khác nhau để các bác có thể thay tháo nhá. Tháo ra cho vào đây thay cái mũi này cho em này. Thứ nhất là 5 mũi này. Thứ hai là một quận thiếc này. Đấy. Thứ hai là sẽ kèm cho các bác là một quận thiếc như này. Đấy. À, một hộp thiếc như này nhá. Một hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này và một quận thiếc luôn. Đó thì combo cho các bác sẽ là bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 này. 3 với mỏ hàn nữa là 4 nhá. Đấy, tổng các bác là 4 món luôn, 4 món. Mà cái giá thì cực kỳ là ưu đãi cho các bác luôn. Các bác lên cho em là mỏ hàn kèm mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ nhá. Con này thì có điều chỉnh nhiệt độ luôn, mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, hoặc là lên cho em là mỏ hàn điều chỉnh nhiệt độ đi. Đấy. Mỏ hàn 60W, con này có công suất của nó là 60W thì lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Mỏ hàn 60W. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đấy, 100.000 cho cái bộ mỏ hàn như này. Đấy, lên cho em là mỏ hàn 60W nhá. Đấy, mỏ hàn này. Mỏ hàn 60W, giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là một mỏ hàn, một cái bộ mũi để thay tháo này và một cái hộp nhựa thông như này, một hộp nhựa thông như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn, combo cho các bác. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh giá thì sẽ là 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này, 110.000 cho một con. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, chỉ có mỏ hàn không thôi, và về nhà thì các bác tự mua thiếc cho em để lắp thiếc vào đây, sau đó thì mình đút qua cái phễu này, đút qua phễu này và mình bóp là nó sẽ đẩy ra nhá. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W này. Đấy, hàng made in Japan 150W. Con này thì các bác lên cho em là mỏ hàn xanh 150W nhá. Đấy. Ra thiếc tự động cho bác luôn, mỏ hàn xanh 150W. Giá thì sẽ là 110.000. Con này thì nó chỉ có mỏ hàn không thôi, về nhà các bác phải tự mua thiếc nhá, tự mua thiếc, tự sắm đồ mình làm. Đó, còn con mỏ hàn 60W thì có thiếc rồi. Đấy. Con này thì lên cho em là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Các bác lên cho em là mỏ hàn 150W thôi, 150W. Giá sẽ là 110k nhá, 110.000. Con này thì công suất của nó là 150W các bạn, 150W nhá. Đấy, còn con này thì công suất của nó sẽ là 60W nhá, 60W, và nó combo cho các bác là có 3 món đi kèm nữa. Thì các bác lên cho em là mỏ hàn 60W hoặc là mỏ hàn combo các nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy xay cối xay inox nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít, dung tích của nó là 2 lít các bác nhá. Đấy, dung tích của nó là 2 lít và có cối xay như này các bác này, có 4 lưỡi như này. Con này xay thì cực kỳ là ngon luôn, xay rất là ngon luôn nhá. Đó, giá thì chỉ có 150 cành thôi, 150 cành. Đây, thân máy của nó đây các bác này, thân máy của nó này. Đấy, hai đầu nhấp nhả này rất là tiện luôn. Dung tích của nó là 2 lít nhá, lên cho em là cối xay 2 lít, giá sẽ là 150k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Các bác lên cho em là kính lúp, con này thì giá của nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kính lúp này. Giá sẽ là 70.000 thôi nhá. Con này ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái phần để các bác lắp pin vào đây nhá, lắp pin vào đây.
Thì ví dụ như là các bác muốn thêm ánh sáng này, các bác lắp pin vào đây cho em dùng rất là tiện. Người già các bác có tí tuổi rồi dùng cái này. Dùng cái này nó rất là tiện các bác này. Đây. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Đấy. Thấy chưa? Đó. Lên mã giúp cho em đó là kính lúp nhá. To rõ ràng sáng sủa nhá. Lên cho em là kính lúp, giá sẽ là 70k nhá. 70.000 cho một con kính lúp như này. 70k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái gấp nóng nhá. Đấy, có lên cho em là gấp nóng, chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 30 cm. Để các bác chiên rán xào nấu này, gấp thực phẩm, gấp thức ăn rất là ok. Lên mã giúp cho em là gấp nóng này. Con này các bác có thể lật đi lật lại như này. Đấy, để mình sử dụng nó rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 trong cái gấp nóng như này nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là gấp nóng, giá sẽ là 30k các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt cành trên cao nhá, kéo cắt cành trên cao, hàng nội địa của Nhật, made in Japan. Đó, made in Japan các bác đây. Made in Japan con này, thép SK5 không gì. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho con kéo cắt cành trên cao này thôi. Bao gồm một kéo một cưa, thao hồ tiện ích cho bác sử dụng luôn. Về nhà các bác cho cái xào vào đây cho em và bắt ốc vít vào. Đó, 130.000 kéo cắt cành trên cao thôi nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ghen co, à cái dây thít các bác nhá, dây thít. Giá thì sẽ là 25.000 cho một bịch này. 25.000 cho một bịch này các bác. Đấy. 25.000 cho một bịch như này thôi. Đây, đây các bác thít vào như này cho em là xong rồi. Đó. Thì mình dùng cho song à cho bao bì này hoặc là cành cây, nói chung là dùng cái gì cũng được, rất là đa chức năng luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây thít. Nó sẽ có cho các bác là 20, 25 và 30. Đấy, tức là dài là 20, 25 và 30. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Giá đều là 25k hết nhá. 25k cho một bịch như này. Đấy, 25.000 cho một bịch dây thít như này. Dùng nó rất là tiện ích, về nhà các bác có thể là đi cấy lúa, cấy ruộng các bác đóm mạ này hoặc là bịt bao, bịt đầu rất là ok nhá. 25k cho một bịch như này thôi. Đấy, bao gồm cho các bác là đầy đủ các cái kích thước cho các bác lựa chọn luôn. Đó, 20, 25, 30 các bác nhá. 20, 25, 30 đầy đủ kích thước. Đấy. Và của nó đều là 250g hết nhá, 250g. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp kim chỉ này. Đấy, đây nó sẽ là một cái hộp kim chỉ đa năng như này. Thì bao gồm cho các bác cả kim, cả chỉ, cả kéo, kiếc rồi đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Giá thì chỉ có 25.000 thôi. 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. Đấy, 25k nhá. Đây, nó sẽ có cho các bác là kim này, thước đo này rồi đầy đủ các cái chi tiết đi kèm cho các bác để các bác sử dụng đây. Một cái bộ chỉ như này combo cho bác bao gồm là 10 quận chỉ này. Đấy, rồi kim rồi đê rồi móc rồi kim băng đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 25.000 thôi. 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này. 25.000 cho hộp kim chỉ như này nhá. Lên cho là hộp kim chỉ giá sẽ là 25k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi túi đựng điện thoại các bác nhá. Túi đựng điện thoại thì con này các bác dắt vào trong cái thắt lưng của mình. Đấy, dắt vào thắt lưng của mình, sau đó thì các bác cho điện thoại vào đây cho em. Đấy, cho điện thoại vào đây cho em. Đó, rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn nhá. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại nhá. Túi đựng điện thoại. Rất tiện ích cho các bác luôn. Giá thì cũng khá là hợp lý nhá. Giá khá hợp lý cho các bác luôn. Đó. Giá thì rất là hợp lý rồi. Đây, các bác cho vào điện thoại này cho em này. Đấy, à cho vào cái thắt lưng như này. Cho vào thắt lưng như này, thế là các bác đút điện thoại vào thì cực kỳ là tiện ích và an toàn luôn. Ngoài điện thoại thì các bác có thể đựng tiền này hoặc là giấy tờ đều ok hết nhá. Đấy, nó có cả cái đai như này, các bác đeo vào cái đai quần cho em thì nó rất là tiện luôn và rất là đẹp. Đó. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại. Con này thì giá bên shop sẽ thanh lý cho bác, giá chỉ có 40 cành thôi nhá. 40 cành cho một con túi đựng điện thoại như này. Lên mã giúp cho em đó là túi đựng điện thoại, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Lên cho em đó là túi điện thoại nhá. Túi điện thoại này. Túi điện thoại giá sẽ là 40k. 40k cho một cái túi điện thoại như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái này nó là cái bộ mũi khoan tháp nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, cái này có kèm cây lấy dấu luôn. Đó, hàng của thương hiệu Unica Japan, hàng của Nhật nhá, chất lượng cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp và một cây lấy dấu. Đấy, nó sẽ có cho các bác là combo 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp kèm một cây lấy dấu như này. Chất liệu của nó là thép gió phủ titan, cực kỳ bền đẹp và chắc chắn cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý các bác nhá. Đây. Đấy, lấy dấu thì các bác chỉ cần nhấp này là có dấu luôn này. Đấy.
nhấp này có dấu luôn, các bác thấy không? Đó, rất tiện ích luôn. 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu giá sẽ là 180 cành nhé, 180k. Đấy. Lên cho em là hộp 5 mũi khoan tháp này, 5 mũi khoan tháp nhé, 5 mũi khoan tháp kèm lấy dấu giá sẽ là 180k, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp 5 mũi khoan đa năng. Đấy, 5 mũi khoan đen đa năng như này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi từ 6 đến 12, đây, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đấy, hộp 5 mũi khoan đen giá sẽ là 110.000, 5 mũi đen nhé, 5 mũi đen đa năng giá sẽ là 110k nhé. Hộp 5 mũi khoan đen đa năng 110.000, 5 mũi khoan hình mũi khế như này các bác có thể khoan được tất cả mọi chất liệu trên mọi bề mặt cho em luôn, rất tiện ích thôi nhé, 5 mũi khoan đa năng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ống nhòm dành cho trẻ em nhé. Con này thì về nhà các bác lắp pin vào cho em này. Đấy, lắp pin vào là mình sử dụng. Đấy, có đèn sáng luôn. Các bác về các bác lắp cho em hai quả pin con thỏ vào đây. Đấy, hai quả pin con thỏ nhỏ vào đây các bác nhá. Đó. Dòng này thì nó sẽ là dòng dành cho trẻ em nhé. Các bác có thể mua để cho tặng làm quà cho các em bé nhà mình cũng rất là ok. Giá thì sẽ là 90k cho một cái 90k cho một cái ống nhòm như này các bác nhá. Đấy. Ống nhòm dành cho trẻ em, giá sẽ là 90k. Đấy, đợt này em thành lý cho bác cái giá chỉ còn 70k thôi, 70k cho cái ống nhòm dành cho trẻ em như này nhá. Ống nhòm dành cho trẻ em giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy massage cổ này. Đấy, con này thì hàng siêu tiện ích luôn và dùng thì cực kỳ là phê luôn các nhá, bao phê cho bác luôn. Đây đấy, hàng sử dụng một pin và về nhà các bác chỉ cần là thắt cái đai này vào bên dưới bụng này, sau đó thì mình sử dụng cho em. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng da PU này và bên đằng sau này bằng vải này. Giữ lì cho em cái phím này là nó sẽ chạy này. Đấy, thì các bác đưa vào cổ vai gáy nó bóp cho các bác rất là đã luôn. Ngoài cổ vai gáy thì các bác có thể nằm dựa lưng này, hoặc là các bác có thể cho đùi lên đây cũng được này. Đấy, đùi cũng rất là ok luôn. Đấy, chân bắp đùi đều ok hết nhá. Giá sẽ là 320.000 nhá, 320.000 cho cái con massage vai gáy như này. Lên cho em là massage vai gáy nhé, massage vai gáy giá sẽ là 320k. Đấy, 320k massage vai gáy này, vai gáy giá sẽ là 320k nhé, 320.000, bao ship tận nhà cho bác luôn. Rồi ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Đấy, bên shop thì tiếp tục cập nhật la liệt các mã hàng mới, thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác một cái lô đồng hồ cơ này, hàng cực kỳ chất lượng và xịn sò cho các bác luôn. Đây, đó, hàng đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng các bác nhé. Đây, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là hàng trong hộp như này. Đấy, hàng bên em thanh lý siêu thị nhé, hàng thanh lý siêu thị trong hộp như này, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì sẽ gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhé. Đây, một con đồng hồ cực kỳ chất lượng các bác này. Đấy, đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng luôn. Đấy, con này là lộ rõ cơ luôn nhá. Mặt kính sapphire nhá, mặt kính sapphire, lộ rõ cơ cho các bác luôn. Đó. Và con này các bác dùng thì quá là chất rồi. Đây các bác này. Đấy, đây cái cơ của nó đây này. Đấy, cái cục cơ của nó quay này. Đó. Con này thì dùng cực kỳ chất luôn. Đấy, mặt kính sapphire rất đẹp nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là một con đồng hồ cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Đấy, quay đeo các thứ này, dây của nó đều là dây màu vàng hết, rất là đẹp này. Đấy, màu vàng gold rất là đẹp luôn. Đó. Hàng mới tinh thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Dây giếc còn nguyên dây bóng niêm phong này. Lộ cơ 100% luôn nhá. Mặt lộ cơ 100% như này. Con này thì dùng thì cực kỳ là đã luôn. Đó. Các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã nhá, đồng hồ cơ La Mã. Con này thì nó sẽ là số La Mã như này. Đấy, số La Mã rất là đẹp như này. Cho nên các bác lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá của nó sẽ là 470.000. Đấy, 470.000. Đeo vào thì cực kỳ chất luôn. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Số của nó là số La Mã như này nhá. Đấy, số La Mã như này. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Các bác có thể mua dùng để cho biếu tặng làm quà nhá. Đấy, dùng để cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy, đây đồng hồ cơ. Con này thì nó sẽ là 1853. Lên cho em là đồng hồ cơ 1853 này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 53 đi, đồng hồ cơ 53.
Con này thì tuổi đời của nó từ năm 1853. Đấy, công ty này của nó cũng khá là lâu đời rồi. Đấy, hàng thì cũng là hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng rất chất lượng, nó cũng là hàng cơ nha. Đấy, đây, hai con nhá. Con này thì các bác lên cho em là cơ La Mã này, còn con này các bác lên cho em là cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53. Đấy, và đồng hồ cơ La Mã thì các bác muốn lấy cái mẫu nào thì lấy nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000. Đó. Đồng hồ cơ 53 nhá. Đấy. Đồng hồ cơ này 53, giá sẽ là 450k nhá. 450.000 và bên em đã bao ship. Đấy. Còn đồng hồ cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong một cái hộp màu xanh như này các bác này. Đấy, đây. Con cơ 53 thì nó sẽ là đựng trong cái hộp như này. Hàng cơ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và đồng hồ của Nhật thì các bác biết rồi. Đồng hồ của Nhật nhá. Đấy, rất đẹp cho các bác này. Đấy, các bác thấy không? Đó, rất đẹp luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em, đó là đồng hồ cơ 53 nhá. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là một con như này, giá của nó sẽ là 450.000. Đồng hồ cơ 53, giá sẽ là 450.000 các bác nhá. 450.000. Đó, thì bên em có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bóng đèn USB nhá, bóng đèn USB. Con này thì các bác cắm trực tiếp vào ổ USB cho em. Lên cho em là đèn ngủ USB nhá, đèn ngủ USB. Đấy, bên shop bán nó sẽ là 5.000 nhá, 5.000 cho một cái đèn ngủ USB này. Đấy. 5.000 cho các bác cái đèn ngủ USB này, và các bác nào là mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 thì sẽ tặng 1. Đây em sẽ cắm cho các bác xem này. Đấy đây. Các bác cứ cắm vào nó sẽ lên cái màu vàng như này, rất là đẹp này các bác này. Đó, lên cái màu vàng như này. Đó. Các bác lên cho em là đèn ngủ USB nhá. Đấy, cái chân này của em nó hơi bị lỏng một chút. Đây, đây các bác thấy không? Đó. Thì lên cho em là đèn ngủ USB. Đấy. Các bác lên cho em là đèn USB, nó cắm vào cái ổ USB, hoặc các bác cắm vào cái máy tính của mình cũng ok. Đó, đèn USB. Con này thì nó sẽ là 5K một chiếc nhá. 5K trong cái như này. Và bác nào mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên mã giúp cho em đó là đèn USB này, đèn USB. Đấy. Đèn USB, giá sẽ là 5K một cái nhá. 5K cho một cái đèn như này. Đấy, đèn USB 5K một cái như này, và mua 5 thì sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá, kéo cắt tôn. Kéo cắt tôn trợ lực, con này thì vừa có trợ lực và vừa nghiêng góc nghiêng 45 độ như này. Thì khi các bác cắt này, đấy ví dụ như đây nó sẽ là miếng tôn này thì nó sẽ đi ở bên dưới như này nhá. Đi ở bên dưới này thì nó rất là an toàn, không sợ bị đâm vào tay, và các bác dùng nó tiện ích, nó nhanh và có trợ lực thì cắt rất là nhanh luôn. Nên mã giúp cho em là kéo tôn trợ lực, giá thì hàng của Nhật rồi, và giá thì sẽ là 160.000. Kéo tôn trợ lực 160k các bác nhé. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ này. Đấy. Các bác ví dụ như là bị các cái phần như là rỉ sét này, hoặc là sân sướng rồi nhà cửa chỗ nào mà các bác muốn đánh cọ, đấy, hoặc là kỳ cọ về những cái tường nó bị mục nát, hoặc là đánh xoang đánh nồi đều ok hết nhá. Ok hết nhá. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15k nhá. Đây, cái này của nó sẽ là bằng một cái lớp thép như này. Lớp thép như này thì các bác dùng để mình kỳ cọ rất là ok luôn. Đây. Đấy, ví dụ như các bác kỳ này, đấy, kỳ này đánh như này. Đấy, nó rất là sạch luôn các bác nhá. Đấy. Lên cho em là chổi cọ rỉ, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái chổi các bác lên mã giúp cho em đó là cái cái này thì các bác chuyên dùng để mình cọ xoong nồi nhá. Đấy, các bác cho nước rửa bát vào đây cho em. Cho nước rửa bát vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình kỳ cọ mình đánh rửa đi cho em là xong. Đó, lên mã giúp cho em đó là cọ xoong nồi nhá. Giá sẽ là 15k một chiếc nhá. 15.000 cho một cái cọ xoong nồi như này. Bác nào mua từ 3 cái thì bên em tính cho các bác cái giá là 40.000 cho 3 cái nhá. 40.000 cho 3 cái, lên cho em là cọ xoong nồi này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khăn ướt lau bếp nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ có tẩm sẵn cho các bác là các cái tẩy rửa ở đây rồi. Đấy, nó sẽ có bọt như này. Đấy, có bọt như này. Đấy, các bác sẽ dùng thì nó sẽ lên bọt như này nhá. Đấy, thì nó giúp cho các bác là lau chùi và tẩy rửa bàn bếp này. Đấy, dầu mỡ này, vết bám dầu mỡ này, rồi là bụi bẩn là đều ok hết nhá. Nên mã giúp cho em là khăn ướt lau bếp nhá. Khăn ướt lau bếp giá sẽ là 25k trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch khăn ướt lau bếp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm nó là cái vòng đá này. Đấy, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Đó. Một cái vòng đá rất là đẹp như này nhá. Đấy, vòng đá tự nhiên rất là đẹp như này các bác này. Đấy, dùng để đeo trang sức này, giúp cho điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, vừa đeo trang sức luôn. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá này. Các bác lên cho em là vòng đá nhá. Giá của nó sẽ là 35k. Đó. Lên mã giúp cho em là vòng đá này. Đấy, vòng đá. Giá sẽ là 35.000. Đấy, chất liệu bằng đá đây.
Đấy, và đây nó sẽ là hình đây, hình con này hình như là nó là con sư tử các bạn này. Đấy, đây. Đấy, một con sư tử hay là con nghê gì đấy này, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, giá sẽ là 35k nhé, giúp cho các bác đã thông kinh mạch máu huyết lưu thông này. Đấy, cái cước này của nó là nó sẽ là dạng cước đa sợi cho nên không sợ bị đứt nhá. Và rất là giãn luôn. Lên trên là vòng đá, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái quạt trần đây các bác này. Đấy, cái quạt trần đây, giá 100.000 cho con quạt trần nha. Đường kính của nó thì nó vào khoảng là 32 cm các bác nhá. Đấy, đường kính của nó khoảng 30-32 cm. Các bác cứ cắm điện vào cho em, sau đó thì bật lên là xong. Đó, đây, cắm điện. Ở đây nó sẽ có công tắc này, có công tắc đây các bác bật lên cho em này. Đấy, đây. Đấy, quạt chạy cực kỳ là tít luôn. Rất là trường gió các bác nhá. Đấy, rất là nhiều gió luôn. Đó, quay theo. Đây. Có công tắc tắt bật cực kỳ đơn giản luôn. Đường kính của nó là 32 cm, sử dụng điện 220V. Giá 100k nhá. 100k 1 2 3 4 5. Đấy, lên mã giúp cho em đó là quạt trần nhá. Đấy, lên mã cho em là quạt trần, giá sẽ 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái bộ rổ vuông này. Đấy, lên mã giúp cho em đó là bộ rổ vuông đây. Bộ rổ vuông này thì bao gồm là 3 đôi. Đấy, hàng này chất của nó thì cực kỳ là mềm mại luôn. Đấy. Chất của nó thì siêu mềm luôn các nhá. Đấy. Bộ rổ vuông giá sẽ là 90.000 nhá. Chất liệu của nó là nhựa Việt Nhật này. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, em chỉ cần test này là các bác biết rồi. Một bộ của nó sẽ bao gồm là 3 đôi nhá. 3 đôi. Đấy. Thì nó sẽ là nhỏ nhất là khoảng 20 và to là khoảng 35. Đó, 3 đôi như này. Lên mã cho em là bộ rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho cái bộ rổ vuông như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái máy đồng hồ nhá. Đây, các bác lên mã giúp cho em đó là máy đồng hồ này. Đây. Đấy, cái máy đồng hồ như này giá sẽ là 40.000. Đầy đủ cho các bác combo bao gồm là 3 kim nhá, 3 kim. Đó. Về nhà thì các bác chỉ cần là lắp kim lắp biếc vào cho em là xong. Đó. Lắp kim lắp biếc xoáy ốc vào cho em là xong. Đó. Sẵn đầy đủ cho các bác kim vàng như này nhá, kim vàng như này. Ốc biếc đầy đủ cho các bác luôn, ốc vít đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đấy, và con này thì không có pin đâu, về nhà các bác tự lắp pin mà thôi. Đấy, các bác có thể về để mình sử dụng chế cháo hoặc là thay vào cái đồng hồ cũ nhà mình. Đây mã giúp em đó là máy đồng hồ nhá, máy đồng hồ. Giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con máy đồng hồ như này, 40.000. Đầy đủ pin tiếp cho các bác luôn. Lên mã cho em là máy đồng hồ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái mỏ hàn xanh này. Công suất của nó là 150W và con này nó sẽ là nhả thiếc tự động. Các bác lắp vào đây cho em. Đó, lắp vào đây cho em này. Đấy, lắp vào đây cho em. Đấy, lắp vào đây. Sau đó thì mình lắp cái quận thiếc vào đây và luồn qua cái khe này. Hàng của Nhật made in Japan, sử dụng điện của nó là 220V. Đấy, cắm điện trực tiếp bóp vào đây. Thế là các bác hàn thôi. Rất là tiện nha. Lên mã giúp cho em đó là mỏ hàn xanh nhá, mỏ hàn xanh. Con này bên em đang bán 130.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 110.000 thôi. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này nhá. Công suất 150W, hàng của Nhật đây. Made in Japan này, đấy, made in Japan. Đó, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em là mỏ hàn xanh nhá. Mỏ hàn xanh. Mỏ hàn xanh này. Mỏ hàn xanh, giá sẽ là 110k nhá. 110.000 cho cái mỏ hàn xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng thôi nhá. Đấy, cặp lồng các bác lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80 cành cho một con cặp lồng tầng như này. Một con như này nó bao gồm cho các bác là 4 tầng. Đấy, 4 tầng luôn, tha hồ thoải mái. Mang cơm, mang nước đi học, đi làm, đi ăn, đi uống, đi chơi đều được hết nhá. Đấy, có các nắp đậy như này thôi. Đấy, có nắp đậy nhá. Nắp đậy giòn kín hết này. Và đây thì nó sẽ tách ra. Các bác cứ tách cho em, nó sẽ từng ngăn một như này. Đấy, mỗi ngăn là một âu như này, dung tích của nó là 2.8 lít nhá, 2.8 lít. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, nó sẽ có 1 2 3 4 ngăn như này, rất tiện nhá. Đấy, có 4 ngăn cho các bác luôn nhá. Có 4 ngăn và sẽ có cái nắp đậy cho các bác như này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cặp lồng tầng nhá. Giá sẽ là cặp lồng tầng này. Giá sẽ là 80k cho một cái bộ cặp lồng tầng như này, 80k. Dung tích của nó là 2.8 lít cả vỏ nhá. Rồi, ok.